cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 521, cậu bây giờ độc thân. Sở Phong hoài nghi, nhận lấy điện thoại di động, thấy rõ bức ảnh trong điện thoại của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời thay đổi, đây là... Hiện tại, cậu còn có gì giải thích không? Tôi cho là cậu thật tâm thích Yên Nhiên, cho nên mới một mực kết hợp cho cậu và Yên Nhiên ở chung một chỗ, kết quả mới bao lâu, cậu lại có thể chân đạp hai thuyền. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lãnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong nhất thời trợn tròn mắt, không, không đúng. Không phải như vậy, tôi làm sao có thể chân đạp hai thuyền. Sắc mặt của Diệp Oản Oản không thay đổi chút nào, không phải như vậy thì là như thế nào, Yên Nhiên tận mắt thấy cậu đưa cô gái này đi dạo phố, gọi điện thoại cho cậu còn nói dối đang ở nhà. Sở Phong hiển nhiên không ngờ tới lại có thể bị Giang Yên Nhiên bắt gặp, đây là chuyện của 3 ngày trước rồi, khi đó Giang Yên Nhiên liền đã biết, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn. Nghĩ đến không biết mấy ngày nay Yên Nhiên nghĩ như thế nào về mình, Sở Phong quả thật là gấp đến độ muốn khóc, nóng nảy không dứt nhìn về phía Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, sự tình không phải như em thấy, anh cùng cô gái này tuyệt đối không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu. Nhìn bộ dạng Sở Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt của Giang Yên Nhiên hơi có chút dao động, nhưng liếc mắt qua vừa thấy hình ảnh, hiện tại quả là không có biện pháp tin hắn. Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản giật giật, nói lâu như vậy, cậu ngược lại nói một chút cô gái này rốt cuộc là ai? Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ không được sao? Chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất thời mặt Sở Phong đầy khó xử, lẩm bẩm, tôi không thể nói a. Nếu như không gì có mờ ám, cậu tại sao không thể nói? Diệp Oản Oản quả thật là muốn đem đầu tên tiểu tử này đập ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc chứa cái quỷ gì. Bạn gái đều muốn chia tay rồi, lại còn giấu giếm. Sở Phong gắt gao mím môi môi, tôi thực sự không thể nói. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, kéo Giang Yên Nhiên đứng lên, được, cậu không nói đúng không, chúc mừng, cậu bây giờ độc thân. Không, Oản Oản tỷ, không được. Sở Phong gào thét bi thương, gọi hai người lại, tôi nói. Tôi nói được không? Cô gái kia là trợ lý của Hàn Thiên Vũ. Sở Phong vội vàng nói ra. Vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ, trợ lý, Hàn Thiên Vũ. Giang Yên Nhiên nghe vậy cũng ngẩn ra. Yên lặng trong chốc lát, Diệp Oản Oản cuối cùng là phục hồi tinh thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhéo nhéo mi tâm, khó trách. Khó trách cô luôn cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt, bây giờ Sở Phong vừa nói như vậy cô rốt cuộc nhớ tới, cô gái kia không phải là trợ lý của Hàn Thiên Vũ, Tiểu Lương sao? Lúc trước cô còn ở nhà trọ thấy qua cô ấy mấy lần. Cho nên, làm sao cậu lại cùng trợ lý của Hàn Thiên Vũ ở chung một chỗ? Diệp Oản Oản chần chờ hỏi, sẽ không phải là, như cô nghĩ đi. Giờ phút này gương mặt anh Tuấn của Sở Phong đầy bất lực, giọng điệu ỉu xìu, thời gian trước tôi mới phát hiện, tôi có quen biết một học tỷ đang làm trợ lý cho Hàn Thiên Vũ. Tôi biết Yên Nhiên đặc biệt một mực mong muốn cái album bản limit từ trong 3 năm có ký tên của Hàn Thiên Vũ, cho nên liền đi tìm người học tỷ kia hỗ trợ, học tỷ đáp ứng sẽ giúp tôi, nhưng điều kiện là để cho tôi lao động khổ sai cho cô ấy một tuần, cho nên, khoảng thời gian này tôi chỉ có thể nghe cô ấy sai khiến. Gần đi học rồi. Tôi vốn là muốn đem album đưa cho Yên Nhiên như quà tựu trường, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ ấy. Tôi thật không có đạp hai thuyền. Tôi sinh là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, làm sao có thể thích cô gái khác. Sở Phong đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Chương 522, đừng có lại làm chuyện ngu ngốc. Giang Yên Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Về phần Diệp Oản Oản, sắc mặt của cô đen như đáy nồi, quả thật là sắp muốn nổ tung rồi. Con mẹ nó, liền vì một cái album có chữ ký của Hàn Thiên Vũ, mà cậu làm như vậy. Sở Phong nhất thời đính chính, đây là album trong vòng 3 năm có chữ ký đặc biệt, giới hạn toàn cầu đấy. Chỉ có 1.000 bản, trên thị trường căn bản là không có, có tiền cũng mua không được. Giang Yên Nhiên cũng mở miệng phụ họa, cái này, quả thật rất khó sở hữu. Mình khi đó chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi, không nghĩ tới hắn lại sẽ làm tới mức này. Diệp Oản Oản nghẹn đến lời gì cũng không thốt ra được. Con mẹ nó, chả nhẽ cô lại nói cái này cô có một đống sao? Sở Phong, phương thức ngược cậu của tên tiểu tử này thật là càng ngày càng khiến người ta không thể nói rõ rồi. Cô còn tưởng rằng là chuyện gì kinh thiên động địa, có nỗi khổ riêng mới không thể nói. Thiếu niên gục đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt.
đứng ở nơi đó giống như là một chú chó bị vứt bỏ phải lưu lạc, buồn buồn mở miệng, Yên Nhiên, thật xin lỗi, đều là anh không tốt. Để cho em hiểu lầm, khiến em thương tâm. Diệp Oản Oản hỏi, cho nên, album đó cậu lấy được rồi sao? Sở Phong cúi đầu thấp hơn, vốn chỉ còn một ngày nữa học tỷ liền đáp ứng cho tôi, nhưng bởi vì mới vừa rồi vội vã chạy tới, học tỷ có chút tức giận, lại nói nhiều hơn 3 ngày. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, cậu cũng không phải là muốn tiếp tục đi làm cu li đi. Giang Yên Nhiên đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, anh chớ đi, em chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Người này, làm sao ngốc như vậy? Tuy nhiên lại khiến cho trái tim của cô trở nên mềm mại chưa từng có. Từ sau chuyện Tống Tử Hàng, cô đối với Sở Phong thật ra thì từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Nhưng là, người đàn ông này một lần lại một lần đem nơi bất an trong nội tâm cô san bằng từng chút một. Vẻ mặt Sở Phong vô cùng nghiêm túc, nhưng mà, em thích, chỉ cần là đồ vật em thích, anh đều hy vọng em có thể có được. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, nâng đỡ cái chán, được rồi, chớ có giải thức ăn cho chó với tôi. Tiểu Lương bên kia cậu cũng không cần đi, cậu đi làm cu li cho cô ấy, còn không bằng làm cho tôi. Diệp Oản Oản nói xong, bất đắc dĩ từ trong túi sách lấy ra cái album mang theo khi đi, cậu nói cái bản album limited trong vòng 3 năm là cái này sao? Sở Phong vừa nhìn thấy album màu vàng kia, ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn, đúng. Chính là nó, Oản Oản tỷ, cậu là làm sao lấy được, đừng nói là để cho tôi làm cu li, coi như là làm công nhân da đen tôi cũng nguyện ý a. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, không cần cảm ơn, chỉ cần cậu sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế là được. Nói xong đem album đưa cho Giang Yên Nhiên. Giang Yên Nhiên mở ra xem, lại còn là đặc biệt viết tên của cô. Nhất thời mừng rỡ không thôi, Oản Oản, cậu làm sao lấy được? Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích, trước đó mình không phải đã nói với các cậu là mình làm việc ở Quang Diệu sao? Dù sao thì dựa vào quan hệ nên lấy được. Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng nga, thời điểm mới vừa nghỉ hè có nghe nói cậu đi làm việc ở Quang Diệu. Oản Oản tỷ, cậu là làm gì? Có phải là trợ lý của nghệ sĩ nào? Có phải là đại minh tinh hay không? Có thể nhìn thấy Hàn Thiên Vũ hay không? Sở Phong cảm thấy hứng thú, liên tiếp truy hỏi. Một bên Giang Yên Nhiên trầm ngâm nói, Quang Diệu không có được mấy cái đại minh tinh nổi tiếng đi, bất quá, mình nhớ Cung Húc ở Quang Diệu. Về phần Hàn Thiên Vũ, hắn là nghệ sĩ bên tổng công ty, hẳn là không dễ dàng nhìn thấy như vậy. Chương 523, may mắn cậu là con gái. Xuất phát từ cẩn thận, Diệp Oản Oản tạm thời không có nói chuyện mình giả nam làm việc, mình mới chỉ ở trong giới thời gian ngắn. Không có danh tiếng gì, chờ mình có quyền lực lại nói với hai người. Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, đúng rồi, Oản Oản, cậu cũng đã có nói tương lai muốn hợp tác với mình, sẽ không quên chứ. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không quên, Yên Nhiên, cậu bây giờ cũng không cần gấp gáp, an tâm học cho giỏi các kiến thức, chờ cậu tốt nghiệp, mình ở trong giới giải trí cũng đứng vững gót chân, khi đó cậu hãy tới cùng mình. Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, mình hợp tác với cậu, cũng không phải là để cho cậu đi theo mình chịu khổ. Nghe xong câu nói của Diệp Oản Oản, hai gò má Giang Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái nói, ừ, mình cũng sẽ cố gắng hết sức. Đối diện, Sở Phong nhìn bạn gái mình một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, lẩm bẩm, Oản Oản tỷ. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn Sở Phong. Sở Phong cắn đũa, cậu có thể hay không dạy tôi một chút? Dạy cậu cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu. Dạy tôi làm sao tán gái? Sở Phong một mặt ai oán. Diệp Oản Oản nhất thời không nói gì, cậu nhất định phải hỏi một cô gái loại vấn đề này sao? Sở Phong liếc cô một cái, sau đó thấp giọng lầu bầu, may mắn cậu là con gái. Nếu không hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi chung với cô được không? Diệp Oản Oản hơi hơi nâng lên khóe môi. Cười chế nhạo, dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng là còn có chuyện của cậu sao? Sở Phong nhún vai, không cách nào phản bác. Nếu như Oản Oản tỷ là con trai, tình địch như vậy cũng quá đáng sợ. Tóm lại, ầm ĩ một hồi, chuyện của Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng đã giải quyết xong. Tiểu tử Sở Phong này, còn hỏi cô làm sao tán gái, thật ra thì người nên hỏi là chính bản thân cậu ta mới đúng chứ. Bởi vì nếu dùng thủ đoạn, cũng không so được một mảnh thành tâm.
Nếu mâu thuẫn đã giải quyết, Diệp Oản Oản cũng không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, nói có chuyện liền đi trước. Vừa rời khỏi phòng ăn, di động liền điên cuồng rung lên, là thông báo từ WeChat dùng để làm việc. Cung Húc, Diệp ca, hôm nay anh làm sao không tới công ty? Cung Húc, Diệp ca, tôi ngày hôm nay đi chụp hình bìa tạp chí, anh không đi cùng tôi sao? Cung Húc, Diệp ca, anh tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? Tôi mời anh ăn cơm. Cung Húc, Diệp ca, anh làm sao không để ý tới tôi nha? Cung Húc, a, à, cảm giác mình bị đưa vào lãnh cung rồi, nhanh để ý đến tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà chỉ nhìn mấy lời lải nhải kiểu ném bom trên WeChat lúc này, quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước nhìn hắn gửi tin cho Hàn Thiên Vũ cô liền cảm nhận được. Lại xem Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hơn nữa lại rõ ràng, báo cáo hành trình mỗi ngày của mình cùng những chuyện cần yêu cầu xin phép. Diệp Oản Oản trước trả lời Lạc Thần, sau đó trả lời cho Cung Húc một câu, có chuyện gì sao, anh mấy ngày nay không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì, trợ lý theo anh là được rồi. Kết quả, Diệp Oản Oản chỉ vừa mới gửi qua, Cung Húc lập tức trả lời. Đầu tiên là một chuỗi dài dấu chấm than. Sau đó lại gửi thêm một câu, anh lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải tôi. Diệp Oản Oản không nói gì mà nhìn chằm chằm hàng dấu chấm than đầy bất mãn anh đang ở cùng với Lạc Thần. Cung Húc, tình cờ gặp dưới sảnh công ty, anh không được lãng tránh vấn đề của tôi. Diệp Oản Oản, trước sau có khác nhau không? Cung Húc, đương nhiên là có. Không được, anh trước hết nhanh trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Oản Oản, hôm nay có cùng em gái tôi nói chuyện phiếm, nó nói thích đàn ông chững chạc thành thục một chút. Cung Húc, Lạc Thần là tiền bối, là sư huynh, tôi cảm thấy anh quả thật là nên trả lời anh ấy trước. Diệp Oản Oản. Chương 524, nhất định sẽ lấy về. Phòng luyện võ. Phanh, phanh, âm thanh không ngừng vang lên. Lưu Ảnh đeo băng tay nện từng quyền lên bao cát như phát điên. Tống Tĩnh nhanh chóng đem người kéo ra, đội trưởng, mau dừng tay, anh điên rồi sao? Bị thương nặng như vậy còn lộn xộn. Ngực của Lưu Ảnh kịch liệt đập liên hồi, đáy mắt một mảnh mơ hồ, bất quá chỉ dừng lại chốc lát, lại không nghe khuyên ngăn mà bắt đầu tiếp tục đấm bao cát. Đội trưởng, anh đừng như vậy, đội trưởng. Tống Tĩnh khuyên nửa ngày cũng vô dụng, mắt thấy vết thương của Lưu Ảnh lại nứt toạc ra. Đang lúc này, ánh mắt Tống Tĩnh lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về hướng này. Nhược Hy tiểu thư. Tống Tĩnh nhìn người tới, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng nhờ giúp đỡ. Nhược Hy tiểu thư, cô mau tới khuyên nhủ đội trưởng đi. Thấy người tới là Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh nhất thời cứng đờ. Nhược Hy tiểu thư, tôi. Tần Nhược Hy đi tới trước mặt Lưu Ảnh, sự tình tôi đã nghe nói. Nghe nói tối hôm qua Diệp Oản Oản tại quán rượu gặp chuyện, đám người Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không bảo vệ được, hôm nay đã bị Tư Dạ Hàn trách phạt. Lưu Ảnh nghe vậy nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, thật xin lỗi, Nhược Hy tiểu thư, để cho cô thất vọng. Tần Nhược Hy khẽ thở dài, ôn nhu mở miệng nói, Lưu Ảnh, A Cửu chẳng qua chỉ là tạm thời cách chức của anh mà thôi, còn có mấy tháng nữa là đến ngày khảo hạch đội trưởng, đến lúc đó anh đánh bại thập nhất, vẫn là đội trưởng. Cho nên... Cái gọi là cách chức, bất quá cũng chỉ là đình chỉ anh mấy tháng, không cần quá mức lưu tâm. Lưu Ảnh nghe vậy vẫn trầm giọng không nói, từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, đâu chịu qua đả kích cùng khuất nhục như vậy, tự nhiên không cách nào quên được. Về phần Diệp tiểu thư, Tần Nhược Hy ánh mắt hơi đổi, ngược lại đúng là để cho người khác bất ngờ, không nghĩ tới thân thủ của cô ấy lại có thể tốt như vậy. Tư Dạ Hàn mặc dù phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng lấy thân phận cùng chức vị của Tần Nhược Hy, tự nhiên sẽ không khó để biết tình huống thật xảy ra tối hôm qua. Lưu Ảnh vừa nghe, nghĩ đến mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đánh cho bị thương thành như vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hơi siết chặt hai quả đấm, mở miệng, cô ta chẳng qua chỉ là một thân cậy mạnh, sau khi uống say khí lực lớn hơn so với người thường mà thôi, cộng thêm chúng tôi không ai dám ra tay với cô ta, mới có thể bị đánh thành như vậy. Tần Nhược Hy nghe vậy gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai biệt lắm so với phỏng đoán của mình. Nếu không, không có lý do gì có thể giải thích cô ta làm sao sẽ đem đám Lưu Ảnh, thập nhất nhiều người như vậy đánh cho bị thương đầy người. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục an ủi Lưu Ảnh nói, tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định lại, tôi tin tưởng, vị trí đội trưởng này chỉ thuộc về anh, cũng chỉ có anh có tư cách đảm nhiệm. Sắc mặt của Lưu Ảnh rốt cuộc hòa hoãn đi vài phần, cảm ơn cô, Nhược Hy tiểu thư, tôi nhất định sẽ lấy về. Vậy thì tốt rồi.
Tần Nhược Hy mặt lộ vẻ vui mừng, 3 tháng sau, tôi chờ tin tức tốt của anh. Được. Độ. Buổi tối, tại Cẩm Viên. Lúc Diệp Oản Oản trở về, nhìn thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân, vẻ mặt dường như có chút không yên. Diệp Oản Oản đoán rằng hắn bởi vì chuyện của Lưu Ảnh, cất bước đi tới, đã trừng phạt Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Hứa Dịch gật đầu một cái, thở dài nói, Tống Tĩnh phạt 100 roi, Lưu Ảnh. Hứa Dịch dừng một chút, sau đó mở miệng, Lưu Ảnh bị cách chức, vị trí tổng đội trưởng tạm thời do Thập Nhất đảm nhận. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức, cái kết quả này cô quả thật không hề ngờ tới. Lưu Ảnh quản lý thuộc hạ phần lớn đều bằng vũ lực, ở trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực là trên hết, muốn thu phục được bọn họ, thân thủ nhất định phải thật tốt, cho nên trong đám thuộc hạ của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh quả là rất có thực lực. Lưu Ảnh bị cách chức, sợ là sẽ khiến không ít người bất mãn, vị trí này, Thập Nhất cũng không dễ làm. Chương 525, hẹn hò. Cùng Hứa Dịch trò chuyện một lúc, Diệp Oản Oản trở về, đi lên lầu. Mới vừa vào cửa Diệp Oản Oản liền không nhịn được mà phàn nàn với Tư Dạ Hàn, em đã trở về, bị nhét tràn đầy một bụng thức ăn cho chó. Quả nhiên đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải nhận, cái tên Sở Phong ngu ngốc lại có thể đi theo trợ lý của Hàn Thiên Vũ chỉ để lấy một bản limited album đưa Yên Nhiên, anh tin nổi không? Làm hại em bỏ công lo lắng mất nửa ngày. Diệp Oản Oản đang nói, ánh mắt vô tình rơi vào vật trên tay của Tư Dạ Hàn, nhất thời nhíu mày, anh tại sao lại xem tài liệu a? Tư Dạ Hàn đem một chồng hợp đồng trong tay để xuống, thuận tay. Diệp Oản Oản cũng là không nói gì, chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc, ngoài ra liền không có bất kỳ sở thích gì sao? Cái vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng, yêu thích. Diệp Oản Oản gật đầu, liệt kê từng cái ra, đúng vậy, ca hát, nghe nhạc, chơi game, bơi lội, đá cầu, hoặc là đánh gôn, chung quy có một việc anh yêu thích ngoại trừ công việc, thật vất vả mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút, anh không thể làm chút gì đó để buông lỏng tâm tình sao. Con người thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó trả lời, không có. Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹn đến không lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui. Cái tên này làm sao có thể am hiểu đem cuộc trò chuyện đập chết như vậy? Diệp Oản Oản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong tay của anh rút ra, vậy thì theo em. Chúng ta ra ngoài xem phim đi, anh chẳng lẽ không có phát hiện từ khi chúng ta quen biết tới nay, chưa có lần nào cùng đi xem phim sao? Nào chỉ là xem phim, tất cả những chuyện tình nhân nên làm, bọn họ cơ hồ cũng chưa từng làm qua. Suy nghĩ một chút, kiếp trước cô cũng quả thật rất thảm. Mặc dù cùng Tư Dạ Hàn là vợ chồng, quan hệ lại chẳng khác nào kẻ thù, chớ đừng nhắc tới làm những chuyện kia. Lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù mang theo một cái kỳ đà cản mũi, lần này liền đi xem phim đi. Chỉ hai người chúng ta, Diệp Oản Oản có chút hưng phấn đề nghị. Tư Dạ Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của cô, nhất thời không nói gì. Diệp Oản Oản cau mày, làm sao rồi, anh không muốn đi à? Chỉ là sợ em buồn chán. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà mở miệng. Diệp Oản Oản ngẩn người, sợ cô buồn chán. Sợ cô cùng anh ở chung một chỗ, sẽ không nói chuyện sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tự nhủ lầu bầu, thì ra anh cũng biết rõ mình buồn chán à. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là lôi được Tư Dạ Hàn đi ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ cao điểm, rạp chiếu phim đầy người đang xếp hàng. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng. Rốt cuộc tìm được một chỗ trống, sau đó kéo Tư Dạ Hàn đi tới, anh ngồi ở chỗ này chờ em một chút, em đi mua vé. Cho dù đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, nhưng Tư Dạ Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, trong đám người vẫn là nổi bật nhất. Diệp Oản Oản nói xong liền vội vàng đi xếp hàng mua vé. Rốt cuộc khi mua xong vé, lại chạy trở về trước mặt của Tư Dạ Hàn, anh muốn uống cái gì em đi mua. Bắp rang có muốn hay không? Tư Dạ Hàn, tùy ý. Diệp Oản Oản, được rồi, em đây liền tự mình mua. Tư Dạ Hàn, ừm. Diệp Oản Oản nói xong liền bạch 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 chạy đi xếp hàng mua nước uống cùng bắp rang, sau đó lại qua bên kia mua đồ ăn vặt. Tư Dạ Hàn nhìn đám người đang xếp hàng, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là đàn ông, nhưng Diệp Oản Oản lại ôm lấy một đống đồ chật vật chạy đông chạy tây. Một chút tình thương nổi lên, đại ma đầu mới rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, dường như có chỗ nào không đúng.
Chương 526, rất ngọt cầu tương đương. Sau khi mua xong bắp rang cùng coca, Diệp Oản Oản đã đi về tới phía Tư Dạ Hàn, bảo bảo, kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon, em đi mua cho anh một cây nếm thử một chút nhé. Anh chờ em một chút ha. Diệp Oản Oản nói xong liền tựa như một trận gió chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia. Nơi bán kẹo đường quả thật rất đông đúc, số lượng người đang xếp hàng rất dài, Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó, rất nhanh xen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân là hình dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ xinh xắn của Diệp Oản Oản. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn yên lặng hướng về Oản Oản đang đứng trong đám người kia, một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên. Diệp Oản Oản đang mong ngóng nhìn xem trước mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người. À, tại sao anh cũng tới đây? Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, cho là Tư Dạ Hàn là có chuyện gì đó muốn tìm cô. Mặt của Tư Dạ Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp rang cùng coca trong tay cô đang mang theo, sau đó mở miệng nói, đi đến bên kia ngồi đi. À, Diệp Oản Oản có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Dạ Hàn mới nói là có ý gì thì đột nhiên anh nói. Tư Dạ Hàn, anh tới xếp hàng thay em. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Tư Dạ Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà còn có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chủ yếu lúc anh tức giận đều có thể làm rung chuyển đất trời mà thôi à. Thế mà lại biết loại chuyện xếp hàng như thế này phải do bạn trai làm sao. Diệp Oản Oản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói, không có việc gì đâu, hay là để em đi. Anh ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi. Anh không có suy yếu như thế. Tư Dạ Hàn giữ vững thái độ của mình đáp. Diệp Oản Oản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một tay khoác lên cánh tay của anh, rồi nói, chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi ha. Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không nói gì. Rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ, Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to lớn hình đóa hoa. Tư Dạ Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của người đi cạnh mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi ăn hết sao? Trời ạ, cô mới vừa nói Tư Dạ Hàn bữa nay sao lại có thể nói ra câu đậm chất bình dân như vậy nữa chứ, thế mà. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất ít a, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi. Diệp Oản Oản nói xong, dưới ánh mắt hoa si của cô nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Dạ Hàn. Nhận lấy kẹo đường rồi rời đi. Nhanh ăn thử một miếng anh liền biết thôi. Diệp Oản Oản mong đợi đem kẹo đường tiến tới bên miệng Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói a, rất ngọt. Tư Dạ Hàn lúc này mới xít lại gần nếm một miếng, quả thật, vừa vào miệng liền tan ra. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa có hưởng qua mùi vị mới lạ như thế này. Diệp Oản Oản mong đợi truy hỏi, thế nào ngọt hay không? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt tinh tế của cô đáp ừm. Sau khi ăn kẹo đường xong, buổi chiếu phim vừa vặn bắt đầu, hai người đứng dậy xếp hàng vào rạp. Diệp Oản Oản hưng phấn giới thiệu cho Tư Dạ Hàn, bộ này là do Kiều Khả Hâm đóng vai chính, Kiều Khả Hâm là nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Lan lần này, cho nên rất đáng xem. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới buổi lễ trao giải cho giải thưởng Kim Lan là 3 ngày sau khi cô sống lại vào lúc này còn chưa công bố tin tức đâu, vì vậy gấp gáp vội vàng mở miệng nói, khục khục, là em nghe được tin tức nội bộ, nghe nói nữ diễn viên chính tốt nhất đoạt giải thưởng Kim Lan sẽ là Kiều Khả Hâm, chính là không biết thiệt giả mà thôi, em cảm giác chất lượng bộ phim này không tệ là được. Chết thật à, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng nói ra rồi. Chương 527 vô tình gặp được. Rất nhanh, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim. Hình ảnh từ viễn cảnh Thanh Sơn Lục Thủy đến gần cảnh rộn ràng trên đường lớn Trường An, trong nháy mắt đem người xem như nhập vào niên đại phồn hoa thịnh thế như gấm. Tiếp đó, một tòa tiểu viện cổ kính thanh u đập vào mi mắt, mấy bụi hoa súng ở trong gió khẽ đung đưa, cá chép bơi trong hồ, bên trong cửa sổ, Kiều Khả Hâm đang mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt cổ rũ đôi mắt lẳng lặng mà ngồi ở nơi đầy vẻ tú hoa đó. Màn thứ nhất mới chiếu ra, tất cả người đang ngồi trong phòng xem phim hai mắt đều tỏa sáng. Bọn họ đã quen Kiều Khả Hâm lấy hình tượng diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp mà xuất hiện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy có bộ dáng ôn nhu uyển chuyển như vậy. Không khỏi làm người nghĩ đến một câu kia, cái cúi đầu ôn nhu kia,
tựa như thủy liên hoa, hoa sen thẹn thùng lẳng lặng đứng trước gió. Diệp Oản Oản không nhịn được bưng lấy mặt đầy vẻ hoa si, ai nha nữ thần nhà em phong cách ôn nhu trang điểm cũng thật kỹ càng, bất quá càng mong đợi hình tượng nữ đế phía sau a. Một bên Tư Dạ Hàn đang nghiêng tay chống chán nhìn màn ảnh, nghe vậy liếc mắt nhìn cô bạn gái bên cạnh của mình đang đối với một người phụ nữ khác mặt đầy vẻ hâm mộ. Bộ Tĩnh Thù, này do Kiều Khả Hâm đóng kể lại chuyện nữ chủ từ một tiểu thư khuê các trong phủ đến khi trở thành nữ đế oanh liệt một đời, suốt đời không gả cho ai, cùng đế quốc và quyền lực làm bạn cùng nhau. Trong phim chiếu cảnh nữ chính từ một thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên đến trung niên trở thành nữ đế, thẳng đến khi tuổi về lúc xế chiều, từ đầu tới cuối đều là do một mình Kiều Khả Hâm một mình đóng, cho nên đối với loại vai diễn này yêu cầu kỹ thuật diễn rất cao. Hình tượng nữ nghệ sĩ giống như Kiều Khả Hâm, nếu muốn cầm được giải thưởng phần lớn đều phải hy sinh hình tượng của mình giả xấu, nếu không phải là đóng vai hình một nữ thanh niên trí thức ở nông thôn mới lên, thì chính là người có thân thế đáng thương, như vậy mới có thể nâng cao được kỹ thuật diễn xuất của mình. Lần này hình tượng Kiều Khả Hâm trong phim này rõ ràng không chiếm ưu thế, nội dung cốt truyện cũng thiên về thương nghiệp hóa, cộng thêm hình tượng của mình nên cái bộ phim này một mực không được coi trọng. Bất quá bộ phim này xét trong mảng kinh doanh mà nói, hiển nhiên là thành công. Vì có Kiều Khả Hâm làm nữ chính, Hàn Thiên Vũ biểu diễn vĩ khúc, theo ghi chép tại phòng bán vé đã vượt qua nhiều bộ phim khác, khúc nhạc đó đứng đầu bảng danh sách các ca khúc của nhiều trang web lớn và nổi tiếng. Giờ phút này trong phòng chiếu phim, các khán giả đều nhìn đến nỗi không chớp mắt, cảm tưởng rất không tồi. Tư Dạ Hàn ngồi ở một bên nhìn, thái độ so với dự đoán của bản thân cô cũng tốt hơn, cũng không có thể hiện không chịu được. Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi, Bảo Bảo a, anh cảm thấy bộ phim này thế nào? Tư Dạ Hàn mở miệng, không tồi. Diệp Oản Oản nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên một cái, lại có thể để cho Tư Dạ Hàn nói không tệ, khó trách bộ phim này có thể đoạt được giải thưởng. Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên bên tai nghe được từ hàng trước giường như có người đang kêu tên của mình, Diệp Bạch. À có người gọi tên cô sao? Tình huống gì đây, là cô nghe lầm hay là trùng tên? Diệp Oản Oản nhìn hướng vị trí hàng ghế trước, chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam một nữ, trong mờ tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người đó đều mang khẩu trang. Xem phim còn đeo khẩu trang hơn nữa, cái bóng lưng của hai người này làm sao lại có chút quen mắt thế nhỉ? Diệp Oản Oản càng thêm hồ nghi, thoáng hướng nghiêng người về phía trước, vĩnh tai nghe. Diệp Bạch, đó là người mà cậu nói lần trước tiểu soái ca biết nói ngọt đó sao? Khụ khụ. Đúng vậy, nói không chừng lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đấy. Tôi cũng cảm thấy phim này không tệ, phim theo mảng kinh doanh thì thế nào? Có ai quy định phim chạy theo doanh thu thì không thể đoạt giải được đâu? À, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với tôi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lo lắng tôi sẽ thất vọng, vị tiểu soái ca kia vẫn là người đầu tiên nói lời thề son sắt như vậy, nói tôi nhất định có thể cầm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chương 528, làm nũng thất bại. Giọng nói của hai người đó rất nhẹ, bất quá đại khái nội dung Diệp Oản Oản vẫn có thể đoán ra được. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản nhất thời sạm mặt lại. Trời ơi! Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ lại có thể len lén giữa đêm chạy tới đây cùng nhau xem phim, còn vừa vặn đụng phải. Sau khi biết hai người trước mặt là ai, Diệp Oản Oản vội vàng rụt đầu một cái, thật là, vận khí có thể kém như vậy hay không a? À? Đi ra ngoài xem phim lại còn có thể đụng phải Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ. Làm sao vậy? Thấy Diệp Oản Oản lộ vẻ mặt kinh sợ, Tư Dạ Hàn nhìn lấy cô, em không phải là ưa thích nữ chính sao? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản như đưa đám đáp, đúng vậy, nếu là đang mặc nam trang em sẽ đi lên chào hỏi, nhưng vấn đề là em bây giờ đang mặc đồ của nữ a. Nếu như bị phát hiện liền thảm a. Diệp Oản Oản nói xong, cười tươi như hoa mà tiến tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. Đương nhiên nếu là Bảo Bảo anh không ghen cũng không tức giận, thật ra thì em bị phát hiện cũng không có gì. Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn bộ dáng của Oản Oản giống như tiểu hồ ly giảo hoạt, nói ra hai chữ, giấu kỹ. Diệp Oản Oản nhất thời muốn đem Tư Dạ Hàn kéo đầu đạp xuống, cô biết mà không bao giờ có khả năng như cô muốn đâu. Tiếp đó, hai người liền bắt đầu tiếp tục xem phim. Những cặp đôi khác đi ra xem phim phần lớn là có dụng ý khác. Lúc xem được hơn phân nửa bộ phim đều bắt đầu thừa dịp ám sát hôn nhẹ hoặc là lâu lâu ôm ấp. Làm gì có cặp nào giống như Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn chứ, một người nghiêm túc đến mức chỉ còn thiếu chuyện một bên vừa nhìn một bên vừa làm ghi chép nữa thôi, còn người kia từ đầu tới cuối sắc mặt thanh lãnh, mắt nhìn thẳng nhìn lấy màn ảnh lớn, nói là tới xem phim,
lại có thể thực sự chỉ xem phim. Diệp Oản Oản nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đang ôm ấp ở chung một chỗ anh em, lên tiếng bàn luận nói, hừ, nhìn đến không chớp mắt, Kiều Khả Hâm đẹp mắt như vậy sao? Không có không có, Kiều Khả Hâm nào có đẹp mắt a? Gạt người, anh không phải nói Kiều Khả Hâm là nữ thần của anh sao? Không có a, nữ thần của anh rõ ràng là em mà. Trừ em ra còn ai có thể xứng làm nữ thần của anh được chứ? Ngay cả một đầu ngón tay của em Kiều Khả Hâm cũng không sánh nổi. Diệp Oản Oản nghe được khóe miệng co giật, anh bạn này, nhu cầu sinh lý rất mạnh a. Cô gái kia tựa hồ là bị dỗ đến mức vui vẻ, ở trên mặt chàng trai kia hôn một cái này còn tạm được. Nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ này thì thầm to nhỏ, Diệp Oản Oản chống cằm, lúc này mới phát hiện ra chính mình dường như cũng đang lạnh nhạt với Tư Dạ Hàn. Cô có phải cũng nên có kiểu giải thính cho người khác xem như vậy hay không a? Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nhìn Tư Dạ Hàn, bảo bảo a, anh cảm thấy Kiều Khả Hâm đẹp mắt không? Tư Dạ Hàn từ trên màn hình rời tầm mắt của mình nhìn Diệp Oản Oản, biểu tình, tựa hồ là cảm thấy vấn đề của cô có chút buồn chán, nhưng bất quá vẫn trả lời, không có chú ý. Hắc, vậy cái anh đang nhìn thấy bây giờ là đang nhìn cái gì? Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại. Tư Dạ Hàn đáp, bộ phim này vai diễn mặc dù là không tưởng, bất quá triều đại chắc là triều Tống, nhưng đồ mặc trong phim cùng đạo cụ lại có 13 chỗ sai lầm không đúng. Diệp Oản Oản, anh thắng rồi. Kế hoạch làm nũng chán ngán của Diệp Oản Oản từ đấy chết hiểu. Đang trong lòng yên lặng ói đến muốn mệt nghĩ Oản Oản cảm thấy bạn trai nhà mình cảm nhận về tình yêu không bằng người ta, bên cạnh đôi tình nhân đang lâu lâu ôm ấp kia tựa hồ là có động tác quá lớn, không cẩn thận đem bắp sang trong tay đẩy rơi ra ngoài, toàn bộ đều hướng về phía hàng ghế trước bay tới. A, à, chuyện gì xảy ra a? À? Người ngồi hàng ghế trước rối rít quay đầu lại than phiền, đồng thời quay đầu, bao gồm hai người Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên, Diệp Oản Oản hoàn toàn không có dự liệu trước được, vì vậy hoàn toàn chưa kịp che chắn gì, mắt đã thấy Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đột nhiên quay đầu lại. Mẹ nó, xong đời. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngay tại thời điểm nội tâm của Diệp Oản Oản gào thét, bên cạnh một hình bóng nhanh chóng hạ xuống. Đôi môi hơi lạnh của Tư Dạ Hàn, rơi vào trên môi của cô, bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng kéo sau gáy của cô, nghiêm túc che chắn cho cô. Chương 529, người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó. Gương mặt đầy vẻ thanh lãnh xuất trần của Tư Dạ Hàn cùng hơi thở mát lạnh đang ở khoảng cách vô cùng gần cô làm cô có thể nghe được tiếng thở cùng hô hấp của anh, môi hơi lạnh nhỏ bé đặt lên môi của cô, khí tức mát lạnh trong nháy mắt bao phủ môi cô. Hết thảy tất cả mọi thứ này chỉ phát sinh trong một giây đồng hồ. Thời điểm Diệp Oản Oản phát hiện mình đột nhiên bị hôn, cả người đều như đang nằm mộng, trong bóng tối, một đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà mở thật to. Nhịp tim, không chịu khống chế đập bình bịch trong ngực. Chỉ sợ người đối diện nghe thấy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn cũng là trợn mở, cái trán nhẹ nhàng đụng chạm cái trán của cô, khí tức ấm áp cùng cô mập mờ quấn quýt ở chung một chỗ, tầm mắt xê dịch không tệ mà đưa cô khóa chặt tại chỗ. Diệp Oản Oản chống lại con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn, tiếng tim đập không hiểu sao càng lúc càng nhanh, không hiểu tại sao lại không muốn trốn khỏi cảm giác mất khống chế khi tiếp cận anh gần như vậy, liền thấp giọng mở miệng nói, "Ê, bảo bảo, anh thật thông minh a." Tình cảm không đủ thì thế nào? Người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó. Tư Dạ Hàn nhìn chòng chọc cô một giây, không nói gì, một giây kế tiếp, lần nữa chồm người qua. Lần này, không còn là nụ hôn vì muốn thay cô che giấu như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt, như lúc nãy nữa, mà là cạy hàm răng của cô ra, dùng sức hôn xuống, công thành chiếm đất. Chỗ ngồi hàng trước, Kiều Khả Hâm nhìn thấy đôi tình nhân đang triền miên hôn môi kia không bị ảnh hưởng chút nào. Nhún vai một cái, tỏ vẻ không thấy có gì lạ cả. Về phần Hàn Thiên Vũ, nhìn thấy hai người đó, ngoại trừ hơi có chút lúng túng ở bên ngoài, đáy mắt ngược lại xẹt qua một tia hồ nghi không dễ dàng phát giác. Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn lại phát hiện ra người đàn ông này phi thường nhìn quen mắt, hình như là người bạn kia của Diệp Bạch. Bởi vì khí chất anh bạn kia của Diệp Bạch thật sự là quá đặc thù cho nên cho dù chỉ là nhìn thoáng một cái, hắn cũng có cảm giác mình hẳn là sẽ không nhận sai. Về phần cô gái bên cạnh hắn, bị người đàn ông này che chắn đến chặt chẽ nên không thấy rõ. Ách, trước kia hắn thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Diệp Bạch, bây giờ nhìn lại, xu hướng giới tính của người ta chắc là không thể nghi ngờ nữa rồi. Chẳng qua là, thật đúng là hiếu kỳ,
có thể để cho một người đàn ông lạnh giá xa cách lại có thể nhiệt tình như lửa như thế, thậm chí tại rạp chiếu phim này cùng với những đôi tình nhân nhỏ khác một dạng không kiềm hãm được, sẽ là cô gái như thế nào đây? Người ta là tình nhân với nhau thì thầm to nhỏ, thể hiện tình cảm, nên Hàn Thiên Vũ coi như hiếu kỳ cũng tự nhiên biết là không tốt nếu cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, vì thế tầm mắt không dừng lại bao lâu, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng rồi rời người xoay đi. Tư Dạ Hàn vẫn còn tiếp tục hôn, Diệp Oản Oản bị ôm chặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, đại não bởi vì thiếu oxy mà một mảnh ảm đạm. Ánh mắt xéo qua liếc về đến phía Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ ở phía trước thấy hai người đó đã quay người về chỗ khác, ngực của Diệp Oản Oản phập phồng, nháy mắt một cái, thoáng lui về phía sau cái đó, đã có thể. Tư Dạ Hàn thở nhẹ mà dừng lại, chẳng qua là tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, trong bóng tối đáy mắt dường như có ánh lửa chuyển động, vô cùng xâm lược. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, không hiểu sao lại khẩn trương nuốt nước miếng. Tư Dạ Hàn giơ tay lên, ngón tay thon dài dừng lại trên đôi môi hơi có chút sưng đỏ của cô nhẹ nhàng đụng chạm một cái, ngay sau đó trượt đến bên người của cô, bắt được tay nhỏ của cô, cùng nàng mười ngón tay đan xen, ngay sau đó, lần nữa nghiêng người qua, một cái rồi một cái hôn nhẹ lên môi của cô. Lần lượt hôn, rất nhẹ, cảm giác vừa nhột vừa ngứa, lại so với cường thế vừa nãy càng làm tâm cô như đánh trống. Diệp Oản Oản vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ hài lòng, người nào đó mặc dù tư chất kém, nhưng cái năng lực học tập này thật sự là quá nhanh a. Chương 530, mỗi tuần một lần hẹn hò. Từ chủ động giúp cô xếp hàng, đến nụ hôn này, làm hại cô trước đây lại còn ghét bỏ tư chất của anh nữa chứ. Mặc dù cái hôn này kết thúc nhưng Tư Dạ Hàn vẫn cầm lấy ngón tay của cô không buông ra. Về phần nội dung phim kế tiếp, Diệp Oản Oản cũng không quan tâm, không biết nữa. À, cuối cùng là có chút cảm giác hẹn hò rồi. Thật không dễ dàng a. Sau khi phim chiếu hết, Diệp Oản Oản chờ đến khi xác định Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đã rời đi rồi mới cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau rời khỏi phòng chiếu phim. Bên ngoài rạp chiếu phim, Hứa Dịch canh thời gian kết thúc của bộ phim cũng đã có mặt ngoài cửa rạp chiếu phim chờ hai người bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã đến khoảng thời gian mà mình tính toán, Hứa Dịch hướng về cánh cửa rạp chiếu phim nhìn lại, quả nhiên thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Chờ hai người đến gần, Hứa Dịch không khỏi trợn to hai mắt, hắn kinh sợ phát hiện, ông chủ mình lại chính mình chủ động dắt tay Diệp Oản Oản. Hứa Dịch cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như là cái cử chỉ thân mật khác hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng đối với chuyện dắt tay đầy tình thương gợi cảm này, đối với ông chủ của hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngủ trưa, ăn cơm, xem phim, dắt tay. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ông chủ mình dường như càng ngày càng tĩnh tâm, giống như là một người bình thường. Oản Oản tiểu thư thật sự là, thật lợi hại. Mãi đến khi chờ hai người đi tới trước xe, Hứa Dịch cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng xuống xe mở cửa xe ra. Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn lại khôi phục bộ dạng cao lãnh trước sau như một. Diệp Oản Oản mặt đầy dành công mà xít tới nói, thế nào, có phải là anh cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều hay không? Anh cũng đã quá chán rồi, hẳn là nên tới đây nhiều hơn một chút. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nếu không sau này chúng ta ít nhất mỗi tuần tới đây một lần nhé. Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh một chút gật đầu, có thể. Hứa Dịch đang lái xe ở phía trước nhìn thấy ông chủ mình dùng vẻ mặt, ta rất bình tĩnh, ta một chút cũng không chờ mong, mà không còn lời nào để nói. Được rồi, hắn nên thể hiện sự tin tưởng tượng trưng của mình một chút đi. Lúc này, trong xe tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liếc nhìn tên người gọi đến, nhất thời đổi sắc mặt. Xong đời, Hàn Thiên Vũ gọi tới, tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho em chứ? Sẽ không phải là mới vừa rồi phát hiện ra cái gì đi. Diệp Oản Oản chột dạ không dứt mà lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, trên lý thuyết mà nói, không biết được. Diệp Oản Oản không nói gì. Xin hỏi, cái, lý luận, này là như thế nào a? Điện thoại di động reo thật lâu, nếu không tiếp thì càng giấu đầu hở đuôi rồi. Diệp Oản Oản chỉ có thể nhận, giảm thấp giọng nói xuống, hoán đổi đến trạng thái của đàn ông, khẩn trương mở miệng nói chuyện, alo Thiên Vũ. Tại sao vào lúc này còn gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì lớn, chỉ là hỏi cậu một chút, buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan cậu có muốn đi hay không? Hàn Thiên Vũ hỏi. Hả, buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan sao? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng đáp, cái này, xin lỗi,
chắc là tôi không đi được. Hâm tỷ giúp cậu lấy một tấm vé vào cửa rồi, nếu có rảnh rỗi liền cùng nhau tới đây đi. Hàn Thiên Vũ nói. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Khả Hâm sẽ mời cô một người không có địa vị như thế này, cái này có phải không quá thích hợp hay không? Không có cái gì không thích hợp cả, cậu qua đây đi, vé đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, hôm nay tôi cùng Hâm tỷ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem Tĩnh Thủ Truyện thời điểm đó còn nói về cậu đó, tôi nói phim này không tệ, làm tốt thì lời tiên đoán của cậu sẽ trở thành sự thật đấy. Hàn Thiên Vũ cười giỡn nói. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, chẳng qua chỉ là tôi uống say ăn nói linh tinh, ngàn vạn lần nói giúp tôi với chị Hâm lời xin lỗi, hy vọng chị ấy chớ để ý. Hàn Thiên Vũ cười nói, yên tâm đi, Hâm tỷ không có để ý đâu. Đúng rồi, cậu biết tôi ngày hôm nay đi xem phim, gặp phải người nào không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 531, bạn gái hắn vô cùng đáng yêu. Nghe nói như vậy, tâm của Diệp Oản Oản lại nhói lên, nơm nớp lo sợ hỏi, ai vậy? Người bạn kia của cậu, Tư Cửu A. Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời sửng sờ, Hàn Thiên Vũ lại có thể nhận ra Tư Dạ Hàn đã đến rạp chiếu phim, vậy há chẳng phải là cô cũng đang gặp nguy hiểm sao? Bất quá khí chất của Tư Dạ Hàn quá đặc thù sẽ bị nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. Đầu kia điện thoại di động, Hàn Thiên Vũ tiếp tục mở miệng nói, hắn cùng bạn gái cùng nhau đi đến, ngồi ở phía sau chúng tôi, bất quá khi đó nhiều người không có tiện, không chào hỏi được. Diệp Oản Oản nghe giọng nói của Hàn Thiên Vũ, chắc là không có nhận ra mình, hơi thở phào nhẹ nhõm đáp, thật là đúng dịp a. Tôi thấy hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi cho một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra bằng hữu của cậu thoạt nhìn luôn lạnh như băng, nhưng đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình a. Hàn Thiên Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói. Hắc Tư Dạ Hàn đối với cô, nhiệt tình sao? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút hướng về người nào đó đang ngồi bên cạnh mặt đầy vẻ băng sơn nhìn một cái, nghiêm túc mở miệng nói, vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu rồi. Hàn Thiên Vũ nở nụ cười đáp lại, có lẽ vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước đây thiếu chút tôi nữa còn tưởng rằng, hai người các cậu là loại quan hệ đó đấy. Diệp Oản Oản ho khan, lần nữa trịnh trọng tỏ vẻ, suy nghĩ nhiều rồi, hai chúng tôi chẳng qua là thỉnh thoảng thích làm loạn vậy thôi. Tôi cũng muốn như vậy. Hàn Thiên Vũ nói xong mở miệng nói tiếp, tôi đây cũng không cần phải nói nhiều, ngày nào cậu về nhà trọ, đến lúc đó nói với tôi một tiếng, tôi đem vé vào cổng cho cậu. Được, vậy thì cảm ơn, cũng giúp tôi cảm ơn chị Hâm. Diệp Oản Oản không có từ chối nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản may mắn không thôi, vỗ ngực của mình một cái, cũng còn may, may mắn lúc đó anh phản ứng kịp thời, Hàn Thiên Vũ chỉ kịp nhìn thấy anh, không thấy rõ em a. Hơn nữa còn là nhân họa đắc phúc, phá trừ xì căng đan của hai ta. Một bên Tư Dạ Hàn nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt không thể nhận ra nhấc lên một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên, người nào đó phỏng chừng cũng không hy vọng cái xì căng đan này bị phá bỏ. Hai ngày sau, nhiệm vụ trong tay Thập Nhất hoàn thành, thương thế cũng khôi phục một chút, Diệp Oản Oản chính thức bắt đầu đi theo Thập Nhất nhận sự huấn luyện. Tối hôm nay cô còn muốn đi đến buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan. Trong sân, Tư Dạ Hàn ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây uống sữa tươi, bên cạnh là Bạch Hổ đang nằm ngủ. Hắn mỗi ngày một ly cà phê hoặc trà đậm đã bị Diệp Oản Oản cho cưỡng chế đổi thành sữa bò. Cách đó không xa, Thập Nhất đã vì Diệp Oản Oản mà tạm thời chuẩn bị xong một cái sân huấn luyện. Giờ phút này, Thập Nhất đứng ở trước mặt Tư Dạ Hàn xin phép, cửu gia, không biết kế hoạch huấn luyện cho Oản Oản tiểu thư phải làm tới trình độ nào. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thả ly sữa bò màu hồng in hình hoạt họa trong tay xuống rồi nói, trong vòng 3 tháng, để cho thân thể của cô ấy đủ để gánh vác thân thủ của cô ấy. Thập Nhất hơi hơi cau mày, 3 tháng ngắn như vậy thời gian, cường độ rèn luyện sẽ không phải là quá lớn chứ. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, không biết. Thập Nhất không thể làm gì khác hơn là đồng ý tuân lệnh. Xin phép xong sau, Thập Nhất liền ở tại sân huấn luyện cách đó không xa chờ Diệp Oản Oản chuẩn bị. Diệp Oản Oản đổi một thân đồng phục nhẹ nhàng, đầu tiên là vòng quanh đại bạch đi bộ tầm vài vòng, mãi đến khi sờ mó được một cái lông hổ mới hài lòng. Sờ xong đại bạch, Diệp Oản Oản hào hứng chạy tới trước mặt Thập Nhất, huấn luyện viên, tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta học cái gì a? Thập Nhất nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Diệp Oản Oản trước mắt kia, lại yên lặng nhìn một cái chân của chính mình đang bị trói cái nẹp do bị đánh gãy, tỏ vẻ tâm tình khó mà hình dung được.
Chương 532, cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ bỏ. Đây đại khái là nhiệm vụ gian nan nhất mà hắn nhận từ trước tới nay. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn dạy Diệp tiểu thư cái gì đây? Nhớ lại, tại sao ông chủ trong khoảng thời gian này lại giao cho hắn những nhiệm vụ từng cái một càng lúc càng đáng sợ hơn vậy? Thấy Thập Nhất nhức đầu không thôi mà đứng ở nơi đó, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, có chút xin lỗi mở miệng hỏi thăm, huấn luyện viên, thế nào, có phải là tôi bản thân quá kém, rất khó dạy hay không? Thập Nhất, đây cũng không phải là đưa hắn vào vị trí khó ăn khó nói rồi sao? Thập Nhất vùng vẫy giấy chết hướng về phương hướng ông chủ nhà mình cách đó không xa nhìn một cái, bất đắc dĩ, ông chủ nhà mình vẫn phong khinh vân đạm mà ngồi trong ghế mây, hoàn toàn không có nhận được tầm mắt bi thảm của hắn. Không còn cách nào khác, Thập Nhất chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng nói, như vậy đi, Oản Oản tiểu thư, theo tôi quan sát, cô bình thường hẳn là rất ít vận động, cho nên, chúng ta không bằng trước tiên theo kiến thức cơ bản bắt đầu trước, tăng cường thể chất của cô đã. Được rồi, Diệp Oản Oản dứt khoát đồng ý. Vậy, hôm nay ngày đầu tiên, tiểu thư trước chạy 8, Thập Nhất đang muốn nói đến 8 cây số, liền tiếp thu được ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình. Vì vậy, lời ra đến khóe miệng lại phải đổi lại, cô trước chạy 5. Cái cổ uy lực kia vẫn không tiêu tan. Thập Nhất chỉ có thể tiếp tục đổi lời nói, 3 cây số đi. Ông chủ, mới vừa rồi rõ ràng là người một mực chắc chắn để cho thuộc hạ trong vòng 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà gần đến lúc hắn huấn luyện lại muốn can thiệp vào chuyện này là muốn náo đến dạng nào a? 10 cây em đối với bọn họ mà nói chẳng qua là làm nền tảng, hắn đều chưa có nói đến 10 cây em, chỉ nói 8 cây số, kết quả vẫn là. Dựa theo lượng rèn luyện như vậy, trong vòng 3 tháng làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đưa ra được? Diệp Oản Oản, được. Diệp Oản Oản nói xong liền chạy ra ngoài, Thập Nhất cũng đi theo lên xe, chậm rãi đi theo bên người Diệp Oản Oản. Hắn nhất định phải theo dõi từ đầu tới cuối, bất quá không có biện pháp, chân của hắn bị đánh gãy, chỉ có thể lấy một chiếc xe như xe ngắm cảnh qua rồi cho người lái xe đuổi theo cô mà thôi. Xung quanh của Cẩm Viên toàn cảnh thanh thanh, dùng để chạy bộ là thích hợp nhất. Chỗ ngồi của tài xế, tiểu hộ vệ đang lái xe không nhìn được mở miệng, khụ, đội trưởng, 3 cây số có phải là quá ít không a? Thân sắc của Thập Nhất đầy vẻ bất đắc dĩ, cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ làm Diệp tiểu thư mệt mỏi sao? Vì vậy tôi nào dám để cho Oản Oản tiểu thư chạy nhiều cơ chứ? Đối với lý do này, tiểu hộ vệ tỏ vẻ không nói gì ngưng nghẹn. Không nỡ, đùa sao? Lấy giá trị vũ lực của vị này 3 cây số không phải là một dạng chơi đùa sao? Có cái gì mà không nỡ chứ? Kết quả, bên này ước chừng mới vừa chạy không tới 1 cây em, Diệp Oản Oản cũng đã bắt đầu chạy hết nổi rồi. Mặc dù trước lời thề son sắt nhất định phải rèn luyện tốt chương trình huấn luyện viên đưa ra, nhưng sự thực khi thực hành so với trong tưởng tượng của cô còn khó hơn. Bởi vì quá lâu không có vận động, mới vừa chạy không bao lâu bước chân giống như là đổ trì, trong lồng ngực giống như bị vỡ vụn, hít thở một chút đều kéo theo phổi đau nhức, còn có bắp thịt cũng càng thêm đau xót, cả người đều khó chịu dị thường. Tư Dạ Hàn ngồi ở trong sân, thời điểm Diệp Oản Oản chạy bộ sẽ đi ngang qua. Diệp Oản Oản còn có thể cắn răng tiếp tục chạy, nhưng khi đi ngang qua sân nhỏ, thời điểm nhìn thấy Tư Dạ Hàn, vô hình trong nháy mắt trở nên mềm yếu, đáng thương mà hướng về phía anh nhìn lại, bảo bảo, người ta có thể giảm lượng huấn luyện ít đi một chút hay không? Em chạy hết nổi rồi, thật khó chịu. Tư Dạ Hàn nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, trong nháy mắt đứng lên đi tới hỏi, chỗ nào? Ngực, bắp chân, mắt cá chân cũng đau, giọng nói của Diệp Oản Oản càng thêm ủy khuất. Một bên Thập Nhất đang xuống xe giải thích, cửu gia, đây là do lâu dài không rèn luyện nên là tình huống bình thường a. Không cần. Tư Dạ Hàn giống như không nghe thấy, hôm nay tới đây thôi. Thập Nhất, ông chủ, cái kế hoạch huấn luyện này đã quá khó khăn rồi a. Cầu ngài đừng tiếp tục cho thuộc hạ chồng chất áp lực nữa. Chương 533, chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em. Tên thuộc hạ ở sau lưng, nhìn Diệp Oản Oản mới chạy không tới 1000 mét liền yểu điệu nũng nịu, quả thật là không tin vào mắt mình. Đừng nói tới Thập Nhất. Ngay cả đại bạch hổ sau lưng Tư Dạ Hàn cũng chừng mí mắt lên, giống như đang bày tỏ vẻ khinh bỉ. Diệp Oản Oản cũng biết rõ mình lúc này mới chạy được 1000 mét liền mặc kệ hợp lý hay không, thật ra thì cô mới vừa rồi bất quá chỉ là muốn nghỉ một chút mà thôi. Sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không cần đâu, em còn phải tiếp tục chạy tiếp, cùng lắm là chạy chậm một chút mà thôi. Tư Dạ Hàn cau mày.
Hai con người của Diệp Oản Oản tỏ vẻ tận lực yêu cầu nói, bảo bảo, anh cũng lên xe đi mà. Nếu như vậy, chỉ cần em nhìn thấy anh, thì việc chạy sẽ tương đối có động lực hơn. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nghiêm túc nói, em xác định không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em còn có thể kiên trì một lúc nữa, chỉ là mới vừa rồi không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được. Nghe thấy lời của Oản Oản, sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng nhu hòa đi mấy phần. Vì vậy, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng lên xe, xe ở trước mặt chậm rãi chạy đi, Diệp Oản Oản ở phía sau chạy theo. Tên thuộc hạ đều ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống này, quả thực không có cách nào đem nữ ma đầu đêm hôm đó đại sát tứ phương cùng cô gái trước mắt này mới vừa chạy không tới 1000m đều muốn sống muốn chết liền mệt mỏi có quan hệ với nhau. Hích, đội trưởng A, cái này, xác định là cùng một người sao? Tên thuộc hạ không nhịn được thấp giọng cùng Thập Nhất thảo luận. Thập Nhất đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chẳng biết tại sao dần dần thay đổi, cậu giảm bớt tốc độ xe sao? Tiểu hộ vệ lắc đầu, không có A, thế nào? Thập Nhất trầm ngâm nói, cậu không giảm bớt tốc độ xe, vậy đó chính là tốc độ của Oản Oản tiểu thư càng lúc càng nhanh. Tiểu hộ vệ đang lái xe cũng ngẩn người, ngay sau đó theo trong kính chiếu hậu nhìn một cái A, thực sự A. Sắp vượt qua xe của chúng ta rồi, A, đã vượt qua. Trong lúc đang nói chuyện, Diệp Oản Oản đã chạy đến trước xe. Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng người bên trong xe kêu, ai các cậu đừng chậm lại A. Để cho ông chủ nhà các cậu ở phía trước tầm mắt của tôi không chạy nổi A. Ây, dạ, sắc mặt của tên hộ vệ ửng đỏ, vội vàng tăng tốc. Lại nói, căn bản cũng không phải là bọn họ chậm lại đâu nha. Đệt, không đúng, làm sao càng lúc càng nhanh A. Mới vừa rồi theo căn cứ bọn họ quan sát, Diệp Oản Oản tuyệt đối đã đến cực hạn về thể năng rồi, dưới tình huống này người thường tuyệt đối không cách nào gia tăng tốc độ của mình được, kết quả làm sao càng chạy càng nhanh vậy. Có thể lúc đó thân thể đang phản ứng như sau khi vượt qua cực hạn cuối cùng của mình. Có lúc thân thể đến cực hạn, sẽ có một đoạn thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân biến thành nhẹ hơn, nhưng loại tình huống này quá nhanh đi, giống như vừa chớp mắt một cái, tốc độ liền thay đổi. Suy nghĩ của Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ không sai biệt lắm. Nhưng dần dần, thần sắc toàn bộ đều thay đổi, đảo mắt 3000m cũng đã chạy xong, nửa đường Diệp Oản Oản một lần cũng không có lại dừng lại. Thập Nhất nhìn thấy số cây số, chuẩn bị hô ngừng, nhưng Diệp Oản Oản lại phần phật đã chạy xa. Cửu gia, cái này, Thập Nhất hướng về Tư Dạ Hàn một bên xin phép nhìn lại. Kết quả, ánh mắt ông chủ nhà mình chuyên chú nhìn chằm chằm cô gái sau xe, dường như cũng không có ý tứ muốn ngăn cản. Vì vậy Thập Nhất liền im miệng tiếp tục quan sát. Diệp Oản Oản kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ không có mệt mỏi, bước chân còn ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, mặt không khỏi đầy kinh ngạc vui mừng hướng về Tư Dạ Hàn trên xe nhìn lại, a a, bảo bảo, thật là hữu dụng a. Em phát hiện chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em lại không có cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa a. Thật thần kỳ. Tư Dạ Hàn nghiêng người bám lấy trán ngồi trên xe, nhìn lấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn hăm hở, đáy mắt thoáng qua một nụ cười không dễ dàng phát giác. Ngay cả việc phụng bồi chạy bộ thôi cũng đều có thể bị giải thức ăn cho chó, Thập Nhất cùng một hộ vệ nào đó. Chương 534, rất lợi hại. Oản Oản chạy từ 1000m, 3000m đến 5000m, mãi đến 10000m, thân sắc của Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ từ khinh thường đến khiếp sợ đến kinh sợ, cuối cùng trố mắt nghẹn họng. Thập Nhất nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Người này yêu cầu 3 tháng phải đạt chuẩn, người ta mới thích ứng 1000m mà thôi cũng đã sinh long hoạt hổ đó có được không? Quả thật là, quá biến thái rồi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là Diệp Oản Oản chẳng qua là khí lực khác với người thường, không nghĩ tới thể năng cũng đáng sợ như vậy. Cho nên, hắn thực sự đã, không có gì để dạy nữa mà. Kết quả, Thập Nhất mới vừa nghĩ như thế, liền đối mặt với con người lấp lánh đầy mong đợi của Diệp Oản Oản, huấn luyện viên Thập Nhất. Tôi đã chạy xong rồi a. Tiếp theo chúng ta phải học cái gì? Cổ họng Thập Nhất nghẹn một cái, hướng ánh mắt về ông chủ nhà mình cầu xin giúp đỡ. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Oản Oản đang ở bên cạnh, hỏi em muốn học cái gì? Diệp Oản Oản lập tức mở miệng đáp, tất nhiên là thực chiến rồi. Chỉ là chạy bộ khẳng định không có ý nghĩa a. Tư Dạ Hàn, để cho Thập Nhất dẫn em đi sân huấn luyện. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, được nha được nha. Bảo bảo anh không cần đi theo em nữa rồi, đến thời gian châm cứu, chờ em huấn luyện xong liền đi đến chỗ bác sĩ Tôn tìm anh.
Tư Dạ Hàn, Thập Nhất từ đầu tới cuối đều không cách nào phản kháng. Sân huấn luyện. Lúc sáng sớm, một vệt gió nhẹ thổi qua, làm tâm tình thêm thoải mái, thoáng chút không còn sót lại một tia buồn ngủ nào cả. Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tới rồi. Diệp Oản Oản đã đổi quần áo huấn luyện, đem tóc dài tới thắt lưng cột thành đuôi ngựa, thoạt nhìn tư thế đầy hiên ngang. Được, Thập Nhất nhìn về phía Diệp Oản Oản, chật vật gật gật đầu. Huấn luyện viên Thập Nhất, chúng ta hôm nay học cái gì? Diệp Oản Oản mong đợi hỏi. Như vậy đi, hôm nay dạy cô một chút kỹ xảo cận chiến đi. Sau một hồi trầm tư, Thập Nhất đưa ra quyết định của mình. Dốc hết sức lực vượt ngàn khó khăn, thời điểm đêm đó tại quầy rượu, Diệp Oản Oản chủ yếu là dựa trên ưu thế về lực lượng, nếu như cộng thêm kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành công gấp bội. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hưng phấn nói, huấn luyện viên Thập Nhất kỹ xảo cận chiến ở bên trong ám vệ là vô cùng lợi hại đi. Nghe xong, Thập Nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Trước kia mới vừa trở thành ám vệ, hắn đối với chiến lực đánh cận chiến của mình, 10 phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt cho vị trí tổng đội trưởng ám vệ. Nhưng mà, mỗi một lần đều thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có sức lực gì. Sau đó, Thập Nhất mới rõ ràng biết được, kỹ xảo cận chiến cùng chiến lực của hắn, nhiều lắm chỉ có thể xếp hạng 2. Chức vị tổng đội trưởng tuy là mộng tưởng của hắn cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện được, Lưu Ảnh giống như là một tòa tháp không thể vượt qua, không ai có thể vượt qua hắn được. Tuy nói, hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay mặt, sau đó không lâu sẽ đến thời gian tuyển chọn cho vị trí đội trưởng ám vệ, hắn vẫn sẽ như cũ, vẫn thua ở trong tay của Lưu Ảnh mà thôi. Bây giờ cái thân phận ám vệ tạm thay mặt đội trưởng này, đối với Thập Nhất mà nói, cũng không phải là vinh dự, mà giống như là lời nguyền nào đó, thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn. Huấn luyện viên Thập Nhất, Diệp Oản Oản thấy thần sắc của Thập Nhất khó coi, cau mày nói. Ồ, không có gì. Thập Nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu lại, nhìn lấy một thân trang phục quần áo huấn luyện Diệp Oản Oản nói, kỹ xảo cận chiến, đều là cách xưng hô từ Tây Phương, mà tại quốc gia của chúng ta, lại được gọi là võ học, là một loại hoặc là quyền cước hoặc là binh khí mà chỉ cần đưa ra thôi đối với địch nhân sẽ trở thành một đòn chí mạng. Nghe bộ rất lợi hại nha. Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Chương 535, không lời chống đỡ. Oản Oản tiểu thư, đó là lẽ tự nhiên, mà trong võ học, lợi hại nhất, còn gọi là kỹ thuật giết người. Thập Nhất một giọng nghiêm nghị lên tiếng. Kỹ thuật giết người sao? Diệp Oản Oản nhìn lấy Thập Nhất, hứng thú hỏi lại. Không sai, Thập Nhất nói, kỹ thuật giết người, danh như ý nghĩa, chính là vì muốn giết người mà sáng chế ra, tu luyện tới cực hạn, từng chiêu thức một, đều có thể lấy tính mạng của người khác, chiêu thức quả quyết ác độc. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư, một lát sau nói, vậy nếu như kỹ thuật giết người gặp phải súng thì sao đây? Thập Nhất nghẹt thở, cái này còn có thể học tập cho giỏi à? Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi viên đạn sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng hỏi. Thập Nhất mồ hôi, hẳn là, không thể đi. Kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa, lợi hại qua súng ống à? Diệp Oản Oản lại hỏi. Thập Nhất lần nữa không lời chống đỡ, hẳn là, không thể đi. Vậy cậu cho tôi một khẩu súng không được sao? Diệp Oản Oản mặt đầy cổ quái nói. Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, nói không phải là nói như vậy, súng lợi hại hơn nữa, cũng thuộc về ngoại lực, mà võ học dựa vào chính mình, cô nhìn a, súng ống sẽ hư hỏng, đạn cũng sẽ dùng hết, nhưng võ học một khi học thành, há chẳng phải sẽ hưởng lợi suốt đời sao? Oản Oản tiểu thư, cô có hiểu đạo lý này hay không? Không biết a. Tôi rất cẩn thận, sẽ không rơi mất, thường xuyên bảo dưỡng cho nên cũng sẽ không bị gì xét, viên đạn sẽ dùng hết là điều tất nhiên, cậu cho tôi nhiều một chút không phải là sẽ không dùng hết sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trợn mắt hốc mồm, khóe miệng hơi hơi co rúm như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu nói cũng phản bác không nổi. Khụ khụ, Thập Nhất ho hai tiếng, rời đi đề tài này, Oản Oản tiểu thư, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi đến phòng huấn luyện học tập võ học đi. Cuối cùng, Thập Nhất chỉ có thể chuyển đổi đề tài, còn trò chuyện tiếp như vậy, hắn có thể sẽ nổi điên mất. Sau đó, Diệp Oản Oản cùng Thập Nhất sóng vai hướng về phòng huấn luyện ám vệ đi tới. Nửa đường, không ít người đã rời giường hoạt động, rối rít hướng về Thập Nhất chào hỏi. Đội trưởng Thập Nhất. Chào đội trưởng.
vài tên ám vệ tụ ở một chỗ, mắt thấy Thập Nhất đi đến, mở miệng cười lạnh nói, nhất là, đội trưởng, hai chữ, kêu đặc biệt khinh bỉ. Thập Nhất cau mày, thật giống như không nghe thấy. Hừ, bảy cái tác phong đáng tởm gì đây, thật đúng là xem chính mình trở thành tổng đội trưởng ám vệ của chúng ta rồi sao? Trò cười mà thôi, sắp tới chính là lần thi tuyển cho chức đội trưởng ám vệ, hắn ta chẳng qua là người tạm thay mặt đội trưởng, còn có thể ngồi bao lâu ha? Lần tranh chức đội trưởng ám vệ này, lại vừa có trò hay, nghe nói, trước đây không lâu, đội trưởng Lưu Ảnh lại huấn luyện vài tên người mới thực lực không tệ, chuẩn bị để cho vài tên người mới muốn tranh đoạt vị trí đội trưởng ám vệ. Đến lúc đó, Thập Nhất ban đầu phải đánh nhau để cạnh tranh với vị trí đội trưởng, đều sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm tổng đội trưởng ám vệ của chúng ta, hắn dựa vào cái gì mà làm điều đó chứ? Chương 536, dạy học bi thảm. Bất quá, tôi thật sự có chút kỳ quái, khoảng thời gian này Thập Nhất vẫn cùng Diệp Oản Oản kia ở chung một chỗ, chẳng lẽ là nghĩ nịnh bợ Diệp Oản Oản, để bảo vệ hắn ám giữ được vị trí đội trưởng ám vệ? Ha ha, đùa gì thế? Đội trưởng ám vệ là công khai tuyển chọn, ai vũ lực cao nhất thì nhậm chức, cũng không phải là dựa vào một câu nói của một ít người thì có thể lên vị trí đó. Bất quá, cô gái kia tựa hồ có hơi cổ quái, lần trước cả đội trưởng Lưu Ảnh đều bị cô ta làm cho bị thương, chẳng lẽ Thập Nhất là dự định để cho cô ta dạy hắn biện pháp, một ám vệ nào đó nghi ngờ. Nghe lời nói này, vài người ám vệ còn lại rối rít cười lạnh. Cô gái kia chẳng qua chỉ là có một thân cậy mạnh, chỉ như vậy mà thôi. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt ông chủ, đội trưởng Lưu Ảnh một quyền là có thể đem cô ta đánh chết. Lời này không sai, cô gái kia có ông chủ là núi dựa, đội trưởng Lưu Ảnh nào dám đánh trả, đừng nói Diệp Oản Oản còn có một thân khí lực, coi như là người bình thường, mặc anh thực lực có mạnh hơn nữa, bị đánh không thể đánh lại, cũng phải bị đánh thành trọng thương. Cách đó không xa, hai quả đấm của Thập Nhất nắm chặt lại, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể bốc lửa. Vài tên ám vệ tán gẫu, cũng không có ý hạ thấp giọng, nên mấy câu đó đều bị Thập Nhất nghe lọt hết vào trong tai mình. Quả thực, đúng như vài tên ám vệ kia từng nói, lần này thi tuyển cho vị trí đội trưởng ám vệ, hắn không có khả năng sẽ vượt qua Lưu Ảnh. Đoạn thời gian trước Lưu Ảnh đã nuôi dưỡng vài tên ám vệ mới thực lực không tầm thường, mục đích chính là vì vị trí phân đội trưởng, có lẽ, sau lần thi tuyển này, vị trí phân đội trưởng của hắn sẽ bị người bên cạnh cướp đi. Trở thành một thành viên ám vệ bình thường nhất mất. Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tin tưởng anh có thể a. Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của Thập Nhất không tốt lắm, lên tiếng an ủi. Cảm ơn Oản Oản tiểu thư, tôi nhất định sẽ cố gắng. Thập Nhất nói. Giọng nói của Thập Nhất mặc dù kiên định, nhưng trong hai tròng mắt lại có chút ảm đạm, rõ ràng không có chút tự tin gì cả. Một lát sau, Thập Nhất mang theo Diệp Oản Oản, đi tới phòng huấn luyện ám vệ. Đội trưởng. Vài ám vệ đang huấn luyện, sau khi nhìn thấy Thập Nhất, lập tức nhảy xuống lôi đài chào hỏi. Mấy ám vệ này đều là thành viên phân đội ám vệ của Thập Nhất, đối với Thập Nhất vô cùng trung thành. Oản Oản tiểu thư, chợt, vài tên ám vệ hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản gật đầu, xin chào mọi người. Các cậu trước lui sang một bên, hôm nay tôi muốn chỉ cho Oản Oản tiểu thư một chút kỹ xảo cận chiến. Thập Nhất nói. Nghe xong. Vài tên ám vệ dùng khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt, bận rộn ngồi ở xa xa hiếu kỳ mà nhìn. Phía trên võ đài, Thập Nhất đứng ở chính giữa. Oản Oản tiểu thư, bước đầu của học võ, cũng không phải là công kích, mà là phòng thủ, hôm nay tôi sẽ dạy cho tiểu thư như thế nào là phòng thủ. Toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên Thập Nhất. Diệp Oản Oản cười nói. Được, tôi làm mẫu cho cô nhìn, cô trước tiên dùng hết toàn lực công kích tôi đi. Thập Nhất nói. Được, Diệp Oản Oản gật đầu, vừa muốn ra tay, Thập Nhất lại bỗng nhiên nói, chờ một chút, Oản Oản tiểu thư, cô trước đừng có dùng toàn lực, ách, dùng 6 phần khí lực đi. Nhớ tới lực đạo mà đêm đó Diệp Oản Oản sử dụng tại quầy rượu, Thập Nhất khó tránh khỏi chột dạ, huống chi thương thế kia của hắn còn chưa có khôi phục toàn bộ. Được rồi, trong khi đang nói chuyện, Diệp Oản Oản nắm chặt quả đấm, một quyền hướng về phía Thập Nhất đánh tới. 3. Thập Nhất tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó thoáng qua, một tay nắm chặt quyền mà Diệp Oản Oản đánh tới. Oản Oản tiểu thư, cô nhìn đi. Thập Nhất vững vàng cản lại công kích của Diệp Oản Oản, ngay sau đó vừa muốn mở miệng chỉ điểm, cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản dùng tay còn lại đánh vào trên mặt của Thập Nhất. Ôi chao, lập tức, Thập Nhất bụng mặt, lùi về phía sau mấy bước.
Oản Oản tiểu thư, cô làm sao lại không theo lời tôi nói tự mình xuất thủ vậy, Thập Nhất xoa xoa chính gương mặt của mình. Kỹ thuật giết người, không phải là anh chết chính là tôi sống, chẳng lẽ còn phải dựa theo phép lịch sự à, Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút hỏi lại. Thấy vậy, phía dưới vài tên ám vệ ha ha cười lớn, ngộ tính của Oản Oản tiểu thư này có phần quá cao hơn một chút nha, đội trưởng Thập Nhất không giải thích được nên liền để cho hắn thiệt thòi một chút đi. Lần này đến lượt tôi công kích cô phải giống như tôi trước đó, tiến hành phòng thủ, Thập Nhất nói. Được, Diệp Oản Oản tỏ ý đã biết. Lúc này, Thập Nhất tiến lên mấy bước, trên cánh tay phải giương một quyền hướng về Diệp Oản Oản đánh tới. Thập Nhất đã cố ý thu lực đạo trên tay, khống chế lại sức lực của mình vì không muốn để cho Diệp Oản Oản bị thương. Nhưng mà, một quyền này mới vừa đưa ra, Diệp Oản Oản như có bản năng, lại một chưởng vỗ ở trên người Thập Nhất. Thập Nhất không nói gì mà ngưng nghẹn đứng tại chỗ. Chẳng qua là phòng thủ tại sao phải đánh hắn a? Oản Oản tiểu thư, chúng ta không phải đã nói rồi sao, cô là phe phòng thủ, Thập Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Hích, huấn luyện viên Thập Nhất, cách phòng thủ tốt nhất chẳng lẽ không phải chính là công kích à? Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát sau đó cất tiếng nói, nói xong còn dùng một bộ thần sắc anh rốt cuộc có thể dậy hay không mà nhìn lấy Thập Nhất. Thập Nhất đã không biết nên nói gì. Ha 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 ha. Vài tên ám vệ cười nghiêng ngã, vị Diệp tiểu thư này ngộ tính về võ học quả thực là có chút cao a. Chương 537, nhìn ra sơ hở. Oản Oản tiểu thư, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học tới đối với cô phát động tấn công, cô thử phòng thủ, cũng có thể phản kích. Thập Nhất thu lại tâm trạng của mình. Giờ phút này, Thập Nhất đã thăm dò qua cách đánh của Diệp Oản Oản, lần này, hắn cũng không tin mình còn có thể thua thiệt. Bộ võ học này gọi là Tam Thuấn Trưởng Pháp, có thể trong nháy mắt phát động 3 lần trưởng kích, Oản Oản tiểu thư chú ý nhìn, chú ý học. Đem võ học trưởng pháp nói chi tiết một chút cho Diệp Oản Oản, sau đó, Thập Nhất trong giây lát đánh ra một trường. Một trường này của Thập Nhất, nhanh vô cùng, thậm chí có âm thanh phá không, truyền vào trong tai Diệp Oản Oản. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản chợt trống rỗng, bốn phía hết thảy, phảng phất trong nháy mắt dừng lại, một trường của Thập Nhất như trẻ che kia, ở trong mắt của Diệp Oản Oản, thật giống như trở thành động tác chậm. Theo bản năng, Diệp Oản Oản một quyền đánh ra. Một quyền này, vòng qua quỹ tích vận chuyển trường pháp của Thập Nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái, hung hăng đánh vào trên đầu của Thập Nhất. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, bên dưới cái nhìn chăm chú của vài tên ám vệ trợn mắt hốc mồm, đội trưởng Thập Nhất của bọn họ, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước. Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, một bộ dáng không thể tin. Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người có khí lực khác với người thường mà thôi. Có thể mới vừa rồi, Diệp Oản Oản thật sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có bất kỳ kỹ xảo loè loẹt nào có thể nói được, dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người. Chuyện này, làm sao có thể, Thập Nhất mặt đầy kinh ngạc. Không cần Thập Nhất nói, ngay cả Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn hai quả đấm của mình một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt, cũng không phải là cô có ý định làm ra chuyện đó, mà là thân thể tạo ra phản ứng theo bản năng. Thậm chí, trường pháp của Thập Nhất cho thấy trong con mắt của cô, tất cả đều là sơ hở, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Vừa mới xảy ra cái gì vậy? Không có, không thấy rõ. Hình như là, Oản Oản tiểu thư, một quyền đem đội trưởng Thập Nhất đánh bay a. Chắc là, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Vài người ám vệ trố mắt nhìn nhau. Chân mày của Thập Nhất nhíu lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang đứng tại chỗ. Đối với lời bàn trùng hợp của vài tên ám vệ cũng tin tưởng thêm vài phần. Oản Oản tiểu thư, cô mới vừa rồi, là làm sao làm a? Thập Nhất đặt câu hỏi. Tôi cũng không biết a, Diệp Oản Oản một mặt vô tội đáp. Vậy, chúng ta thử thêm một lần nữa đi, Thập Nhất không tin nói tiếp. Dứt lời, Thập Nhất trở lại lôi đài, trong miệng một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay, lần nữa hướng về phía Diệp Oản Oản vung đi. Phanh! Một giây kế tiếp, tiếng vang quen thuộc vang vọng trong phòng huấn luyện. Thập Nhất lại lần nữa bị Diệp Oản Oản một quyền đánh lui. Lần này, Diệp Oản Oản đã có thể rõ ràng nhìn ra, sơ hở của Thập Nhất là ở nơi nào. Tiếp tục, Thập Nhất nói. Phanh, phanh, phanh. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, Thập Nhất đã dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên bị Diệp Oản Oản ước chừng đánh lui 7-8 lần. Thời điểm mỗi lần Thập Nhất ra tay dùng toàn lực của mình,
Diệp Oản Oản trong đầu chính là trống rỗng, rồi trong đầu chợt hiện ra một cảnh nào đó cực kỳ cổ quái. Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không có một tí gợn sóng cùng hốt hoảng nào, đem chiêu mà thập nhất mới đưa ra cùng sơ hở của chiêu thức đó toàn bộ đều nhìn thấu, thân thể theo bản năng làm ra điều chỉnh, sau đó đem thập nhất đánh lui. Loại cảm giác này, ngày trước cô cũng đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không giống như hôm nay thẳng thừng phơi bày ra như vậy. Vài tên ám vệ trố mắt nghẹn họng, là ai nói Oản Oản tiểu thư chỉ có một thân đầy lực chứ? Với năng lực thế này mà gọi là chỉ có một thân cậy mạnh thôi sao? Mỗi lần ra tay nhanh đúng ác, chỉ dùng một chiêu, nhưng lại trực tiếp nhất đả kích, không có chút nào rông dài. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới gọi là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người và phá địch, trừ cái đó ra, không có bất kỳ mục đích gì khác. Mà chiêu thức Diệp Oản Oản sử dụng, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng với kỹ thuật giết người hoàn toàn giống như nhau. Chương 538, chẳng lẽ ta là thiên tài võ học? Ánh mắt Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, đánh giá lấy hai tay của mình, trong đầu có chút hỗn loạn. Oản Oản tiểu thư, cái này. Dưới đài vài tên ám vệ, trố mắt nhìn nhau, không thể tin tưởng được. Thân là ám vệ tư gia, mỗi một người đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Oản Oản ra tay dứt khoát quả quyết. Nếu như, trong tay Diệp Oản Oản có nhiều hơn một cây chủy thủ, chỉ sợ, thập nhất đã sớm chết mấy chục lần rồi. Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thật giống như gặp quỷ vậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo với kỹ xảo võ học của mình, nhưng ở trước mặt Diệp Oản Oản ngay cả một chiêu cũng khó mà ngăn cản lại. Vô luận tốc độ xuất thủ của hắn cực nhanh như thế nào đi nữa, Diệp Oản Oản chung quy lại vẫn trước hắn một bước nhìn ra sơ hở, góc độ càng cực kỳ xảo quyệt, không cách nào đánh giá. Anh có phải hay không, cố ý để cho tôi, sau một hồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía thập nhất, mặt đầy nghi ngờ lên tiếng. Thập nhất chính là ám vệ tư gia, là phân đội trưởng tiểu đội ám nhất, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời. Tự biết bản thân mình là loại người như thế nào nên Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh được người khác. Hôm nay cô mới vừa tiếp xúc với kỹ xảo cận chiến, nhưng mỗi lần đều có thể đem thập nhất đánh ngã. Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng á khẩu không trả lời được. Mới đầu, đúng như Diệp Oản Oản nói, thập nhất quả thực không tích cực, cố ý để cho cô thắng. Thẳng đến sau đó, thập nhất dĩ nhiên dùng hết toàn lực, nhưng mỗi lần vẫn là đánh không lại một chiêu của Diệp Oản Oản. Vô luận là tốc độ cùng lực đạo, thậm chí còn thời cơ ra tay, Diệp Oản Oản tất cả đều vừa đúng, phảng phất như đã trải qua tính toán tỉ mỉ, khống chế hết thảy tiên cơ, để cho thập nhất vĩnh viễn nằm ở trạng thái bị động, không có sức đánh trả. Oản Oản tiểu thư, ngài thật là thâm tàng bất lộ, rất lâu sau đó, thập nhất nói như thế. Giờ phút này, mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ hồ nghi, nhìn biểu tình của thập nhất, dường như cũng không có tin tưởng vào chính mình nữa. Chẳng lẽ, cô chính là người trong truyền thuyết xương cốt kinh kỳ, trong một vạn người có một thiên tài tuyệt thế? Huấn luyện viên thập nhất, anh không muốn tổn thương tôi nên không dùng hết toàn lực ra tay với tôi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào quên chuyện lúc trước trong nháy mắt lạc vào tâm cảnh cực kỳ cổ quái này, phảng phất chính mình tiến vào trong trạng thái huyền diệu khó giải thích nào đó. Tâm tính như mặt nước phẳng lặng, thân thể có thể làm ra ứng đối. Được, thập nhất chợt một trường hướng về Diệp Oản Oản tiến tới. Theo trường pháp mà thập nhất đưa ra, Diệp Oản Oản không cảm nhận được uy hiếp, lại lần nữa tiến vào trong tâm cảnh huyền diệu, mắt lạnh đánh giá lấy hết thảy. Phanh! Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản cánh tay phải giương ra, biến trưởng thành quyền, một cái chớp mắt, đụng vào cằm của thập nhất. Mà thập nhất đưa ra một trường, tuy là nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Diệp Oản Oản, trưởng vẫn còn đang nửa đường, không thể gần đến người của Diệp Oản Oản, cả người cũng đã bị Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài. Cái chiêu này đối với tất cả những người tập võ mà nói vạn phần gian khổ, khó như lên trời, nhưng Diệp Oản Oản liền có thể đối phó dường như cũng không khó khăn lắm. Ồ, chẳng lẽ tôi thật sự là thiên tài võ học? Diệp Oản Oản thu quyền lại, trong lòng không khỏi tự nhận có chút cổ quái. Năm đó cô chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có ngộ tính cao, bất quá chỉ là lý luận suông, năng lực thực chiến cực kém, hôm nay nghiêm túc huấn luyện một phen, lại phát hiện mình đối với võ học lại có thiên phú như vậy. Huấn luyện viên thập nhất, tôi cảm thấy, tôi còn có thể nhanh hơn, anh tiếp tục đi. Diệp Oản Oản thấy thập nhất bò dậy, lập tức mở miệng nói. Nghe Diệp Oản Oản lời ấy xong, đầu của thập nhất rung như trống lắc, vẻ mặt đưa đám nói, Oản Oản tiểu thư, không dám, thật không dám.
không có việc gì, chúng ta thử một lần nữa, Diệp Oản Oản tận tình khuyên bảo. Oản Oản tiểu thư, thử lại mấy lần nữa thì ngay cả mạng sống của tôi cũng không còn mất, thập nhất sưng mặt sưng mũi, lại không nguyện ý muốn cùng Diệp Oản Oản so chiêu nữa. Chương 539, cầu cô nhận tôi làm đồ đệ. Thấy Diệp Oản Oản còn muốn mở miệng nói, thập nhất ngay lập tức nhìn về phía vài tên ám vệ dưới đài nói, mấy người các cậu, đến bồi Oản Oản tiểu thư so chiêu. A, à, mấy ám vệ đang ôm bụng cười to, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Vài tên ám vệ giờ phút này cũng không cười nổi nữa, thân thủ của Diệp Oản Oản quỷ dị vô cùng, đặt ở trong mắt bọn họ, ngay cả thập nhất còn không còn sức đánh trả, mấy người bọn hắn đi lên, đây chẳng phải là thuần túy muốn ăn đòn sao. Nhưng mà, nếu thập nhất đã lên tiếng, bọn họ đương nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi lên lôi đài. Oanh, phanh, ba. Trong phòng huấn luyện liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói tru của vài tên ám vệ. Sau nửa khắc đồng hồ, vài tên ám vệ cùng thập nhất sưng mặt sưng mũi, nhìn lấy Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ. Mới vừa rồi đứng dưới đài, tuy biết thực lực của Diệp Oản Oản rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là mắt thấy, sau khi lên đài đích thân cảm thụ, tự nhiên càng thêm bất đồng. Vài người ám vệ cũng tự xưng là tinh anh, có thể ở trước mặt Diệp Oản Oản nhưng cũng không đáng để nhắc tới. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, một cô gái, yếu đuối, như vậy. Làm sao có thể nắm giữ năng lượng kinh người như thế? Các anh thật sự không có thả cho tôi chứ? Diệp Oản Oản nhìn lấy mặt mũi của thập nhất cùng vài tên ám vệ đang xung vù đặt câu hỏi. Không có, không có, không có, không có, một tên ám vệ trong đó tướng mạo thanh tú bị Diệp Oản Oản đánh vô cùng tàn nhẫn, lắc đầu liên tục, nói chuyện có chút cả lăm. Bọn họ đã là dùng hết toàn lực còn như thế, nếu không dùng hết lực đối phó với Diệp Oản Oản. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị Diệp Oản Oản đánh chết tươi mất. Diệp Oản Oản nâng cằm trầm tư, thật là không có nghĩ đến, cô lại còn là một hạt giống luyện võ tốt như vậy, mới vừa học tập không bao lâu là có thể đem sư phụ đánh bại, nếu là để cho cô tu luyện thêm mấy năm nữa, cũng không biết đến lúc đó biến thành thiên hạ vô địch cũng nên. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản hứng thú dồi dào, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, nào, các cậu cùng tiến lên, dùng hết toàn lực ra tay với tôi đi. Không được, không được. Oản Oản tiểu thư, tha cho thuộc hạ đi. Oản Oản tiểu thư, chúng ta xưa nay không thù không oán a. Oản, Oản Oản, tiểu thư, tôi, chúng tôi, đánh không, không đánh lại cô quá, quá, quá lợi hại, rồi. Một người trong đó nói chuyện cả lăm, tướng mạo vô cùng thanh tú, theo bản năng hướng phía sau lui lại mấy bước. Oản Oản tiểu thư, cầu cô nhận tôi làm đồ đệ đi. Bỗng nhiên, thập nhất đi tới trước người Diệp Oản Oản, khom người 90 độ. Hướng Diệp Oản Oản hành một đại lễ. Thấy thập nhất như thế, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì nhận hắn làm đồ đệ sao? Thân phận của cô và thập nhất, làm sao bỗng nhiên lại đổi ngược lại vậy? Cô nhớ rõ ràng, thập nhất là huấn luyện viên, chính mình là học viên mới đúng. Huấn luyện viên thập nhất, anh cái này là có ý gì? Diệp Oản Oản có chút sửng sờ. Oản Oản tiểu thư, tôi là nghiêm túc, tôi biết rõ mình có rất nhiều điều chưa đủ. Hy vọng Oản Oản tiểu thư không chê tôi, có thể dạy tôi một chút kỹ thuật, tôi muốn tranh đoạt chức tổng đội trưởng ám vệ lần này. Thập nhất cắn răng nói. Oản, Oản Oản, tiểu thư, cầu cô, vậy, cũng nhận tôi, nhận, nói chuyện là một người cả lăm, tướng mạo thanh tú, học theo thập nhất, cũng là đối với Diệp Oản Oản làm một đại lễ, nhưng mà người này lại nói có chút nghiêm trọng, mọi người nghe một hồi, đều thay hắn gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Oản Oản tiểu thư, hắn muốn nói. Cũng mong cô thu nhận hắn làm đồ đệ đó, dạy hắn một vài chiêu thức. Một tên ám vệ trong đó quả thực nghe không nổi nữa, cướp lời nói. Chương 540, nếu dạy các cậu tàn phế. Đúng, đúng, đúng đúng, hắn nói, đúng. Ám vệ cả lăm gật đầu liên tục, tôi muốn, cạnh tranh. Đội, trưởng, ám vệ. Con bà nó, hắn nói, hắn muốn tranh chức đội trưởng ám vệ. Đây là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn, hy vọng Diệp Oản Oản tiểu thư có thể thu hắn làm đồ đệ, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Người vây xem nôn nóng một hơi nói ra luôn. Đúng, đúng, đúng đúng, bọn họ nói, đúng. Ám vệ cả lăm gật đầu liên tục. Oản, Oản Oản, tiểu thư cầu. Trên trán Diệp Oản Oản xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, muốn làm đồ đệ của tôi sao? Các cậu hiểu lầm cái gì rồi phải không? Bao gồm thập nhất và ám vệ cả lăm cùng tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt lắc đầu.
hoàn toàn không có được không? Lúc trước mới là hiểu lầm cô, bây giờ là thấy rõ rồi. Sắc mặt Thập Nhất nghiêm túc mở miệng nói, Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đúng là nghiêm túc, tôi tập võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh kỳ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sức lĩnh ngộ chiêu thức của Oản tiểu thư thật sự là làm người ta kinh diễm, cho dù là mới vừa cùng ngài đánh mấy chiêu, cũng cho tôi được ích lợi không nhỏ. Nếu Oản Oản tiểu thư chịu thu nhận tôi, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm một, hai, Thập Nhất cũng vô cùng cảm kích. Ám vệ Cà Lâm biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng may đội trưởng đã nói ra lời hắn muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu, tôi cùng Thập Nhất đội trưởng giống nhau, cầu, Oản Oản tiểu thư, thành, tác thành. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Oản Oản không rõ bắt đầu từ lúc nào mình đã trở thành thiên tài võ thuật tuyệt đỉnh còn khiến sư phụ cùng tiểu ám vệ bái mình làm sư, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng ngây ngốc đứng tại chỗ. Vấn đề là, tôi thật không hiểu những thứ này a, nhận các cậu làm đồ đệ chả phải là dạy hư các cậu hay sao? Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà mở miệng. Thập Nhất rũ con ngươi, sắc mặt hơi ảm đạm, Oản Oản tiểu thư là ghét bỏ tôi tư chất quá kém sao? Ngoặc kép. Diệp Oản Oản. Cô chỉ là một người tay chân trói gà không chặt làm sao có thể ghét hắn tư chất kém a? Ảo giác của hắn từ đâu tới đây? Diệp Oản Oản cảm thấy quá hoang đường, tự nhiên không muốn đáp ứng. Lại không chịu nổi hai người quấn lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tôi có thể đáp ứng. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, hai người vui mừng khôn xiết, đang muốn nói lời cảm kích lại thấy Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, bất quá, nói trước, tôi chỉ là hiểu biết lơ mơ, thực sự không chắc có thể dạy các cậu cái gì, đây chính là các cậu buộc tôi, nếu dạy các cậu tàn phế, các cậu cũng không được đi cáo trạng ông chủ nha. Sư phụ khiêm tốn. Thần sắc Thập Nhất có chút kích động. Đích thân cảm thụ qua sức chiến đấu của Diệp Oản Oản, nếu tin tưởng Diệp Oản Oản hiểu biết lơ mơ, đó mới là gặp quỷ. Oản Oản tiểu thư, chúng tôi cũng muốn bái sư. Bỗng nhiên, mấy tên ám vệ khác, mặt đầy ân cần, cũng hùng hục đi lên trước. Tốt rồi, các người muốn bái sư, cũng chờ khóa tranh đoạt thi đấu này kết thúc lại nói, sư phụ không dạy nữa. Thập Nhất vội vàng nói. Nghe tiếng, vài tên ám vệ bĩu môi. Chỉ có thể bỏ qua, rối rít hối hận vừa rồi do dự mà bỏ qua cơ hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 541, anh mặc quần áo xong rồi nói. Buổi tối phải đi buổi lễ trao giải Kim Lan, huấn luyện kết thúc, Diệp Oản Oản liền cởi quần áo huấn luyện xuống, hóa trang thành nam. Bên trong phòng ngủ chính, Tư Dạ Hàn mới làm xong điều trị châm cứu, trên người trần trụi mơ hồ có thể thấy vô số lõi kim màu xanh đen. Diệp Oản Oản có chút sốc, cho nên mỗi lần Tư Dạ Hàn làm châm cứu cũng không dám lại đây. Có đau hay không? Diệp Oản Oản đi qua ngồi hỏi. Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi lên, sắc mặt bình tĩnh, không có việc gì. Diệp Oản Oản cau mày, hay là, lần sau em đi cùng anh? Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng, không cần. Em té xỉu anh lại phải chăm sóc em. Diệp Oản Oản không nói gì, thật là không có chút cảm tình nào. À, đúng rồi, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên vô cùng nghiêm túc, Tư Dạ Hàn, em có một chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh. Tư Dạ Hàn một bên vừa cài lại nút áo sơ mi, vừa mở miệng cái gì. Ngoặc kép, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm động tác cài nút áo của Tư Dạ Hàn, da thịt trần trụi mở rộng, đầu óc ngừng trệ, ây. Ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút hoài nghi, chờ lời kế tiếp của cô. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt nâng trán. Khoát tay thúc giục, gì đó, anh đem quần áo cài chắc rồi nói tiếp, em cũng quên muốn nói cái gì rồi. Tư Dạ Hàn đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó từ trong lồng ngực truyền ra một tiếng cười trầm thấp. Một lát sau, cài xong tất cả nút áo mới mở miệng nói, tốt rồi, em muốn nói cái gì. Thấy Tư Dạ Hàn đem quần áo cài chắc, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hài lòng, cũng nhớ ra mình muốn nói cái gì rồi. Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện, em có thể là thiên tài võ học. Tư Dạ Hàn. Thấy Tư Dạ Hàn không có phản ứng, Diệp Oản Oản nóng nảy, làm sao, anh không tin phải không? Hôm nay em theo Thập Nhất đi huấn luyện, Thập Nhất dạy em kỹ xảo cận chiến, kết quả em đem Thập Nhất đánh gục. Thập Nhất còn muốn bái em làm thầy đây. Em nhận, Tư Dạ Hàn hỏi, con người thâm thúy chấp động. Thần sắc Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, a. Vốn là em cảm thấy mình lơ mơ, khẳng định không có khả năng nhận, đang êm đẹp làm đồ đệ lại biến thành sư phụ,
nhưng thái độ thập nhất kiên quyết, còn hoài nghi là em ghét bỏ hắn tư chất không tốt, em không có biện pháp liền nhận rồi, trừ thập nhất ra còn có một tiểu ám vệ cả lăm. Diệp Oản Oản nói xong, có chút mệt mỏi nhăn trán lại, thật ra thì, không biết bắt đầu từ lúc nào, em liền phát hiện khả năng lĩnh hội của mình đối với rất nhiều thứ có hơi khác với người thường, giống như những vật kia, ví như võ thuật, còn có kỹ thuật diễn xuất, như thể là bản năng của em không phải học chúng, chẳng qua là làm lại lần nữa, loại cảm giác này, thật kỳ quái. Tư Dạ Hàn nhìn khuôn mặt mê man của cô gái nhỏ, bàn tay rộng lớn để trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, không có gì kỳ quái, chỉ là em có thiên phú dị bẩm mà thôi. Lo lắng cô không tin Tư Dạ Hàn lại tăng thêm một câu, anh cũng như vậy. Trong nháy mắt bàn tay rộng lớn che lên đỉnh đầu, nhất thời Diệp Oản Oản bị an tâm bao phủ, nhưng một giây kế tiếp nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, nhất thời vẻ mặt không biết nói gì. Bảo bối, anh là nghiêm túc sao? Cô có thiên phú dị bẩm. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, được rồi, anh nói năm chữ cuối thì em tin. Tư Dạ Hàn thiên phú dị bẩm đó là khẳng định. Về phần cô, tại sao có thể cùng đẳng cấp với thiên phú biến thái của Tư Dạ Hàn được? Chương 542, buổi lễ trao giải. Đại khái là bởi vì cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện, Diệp Oản Oản ngược lại bình tĩnh không ít. Lại nói, loại chuyện như trọng sinh đều có thể xảy ra, còn có cái gì là không có khả năng? 8 giờ tối, buổi lễ trao giải thứ 46 của giải thưởng Kim Lan chính thức khai mạc. Đây coi như là bữa tiệc mỗi năm một lần của giới giải trí. Hiện trường ánh sao lấp lánh, truyền thông tụ họp, đi trên thảm đỏ đều là minh tinh hạng nhất cùng tiểu hoa đán nổi tiếng. Tối nay Hàn Thiên Vũ và Kiều Khả Hâm cùng nhau đi lên thảm đỏ. Hai người quen biết nhiều năm, ở giới giải trí là chị em thân thiết, ngược lại không có xì căng đan gì. Tổ hợp Tuấn Nam Mỹ Nữ luôn hấp dẫn ánh mắt nhất, hai người vừa ra trận liền mưu sát vô số cuộn phim. MC vừa nhìn thấy Kiều Khả Hâm, ánh mắt liền sáng lên. Vội hỏi ra vấn đề đã chuẩn bị từ sớm, Khả Hâm, lần này tính thủ chuyện phòng bán vé đã đột phá, thu hồi tận 600 triệu, thật là đáng mừng. Đáng tiếc, trên mạng đối với việc bộ phim này giành giải thưởng đa số không quá coi trọng, cho là nó là bộ phim thương mại, đối với kỹ thuật diễn xuất của ngài cũng có phê bình kín đáo, không biết đối với giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, ngài có lòng tin không? Ngoặc kép, MC nói lời âm dương quái khí, rõ ràng có ý chọc giận Kiều Khả Hâm. Nghĩ là làm cho cô ta xấu hổ. Huống hồ cái đề tài này chính là điểm yếu của Kiều Khả Hâm. Quả nhiên, tính khí bốc lên, hai con người Kiều Khả Hâm híp lại, nhất thời muốn mở miệng chửi người. Lúc này, Hàn Thiên Vũ ở một bên phát hiện không tốt, vội vàng ho khan một tiếng, cướp lời Kiều Khả Hâm, lên tiếng trước, ha ha, vấn đề này trước khi tới tôi đã hỏi qua Hâm tỷ rồi, Hâm tỷ nói tối nay có nhiều tiền bối có thực lực như vậy, cũng không bắt buộc, chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng. Những thứ khác tùy duyên là tốt rồi. Hàn Thiên Vũ nói xong liền không cho MC cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo Kiều Khả Hâm đi. Sắc mặt Kiều Khả Hâm bực tức nhìn MC kia, một bộ vẻ mặt coi như số cậu gặp may. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản nhìn một màn kia, bất đắc dĩ đỡ chán, Kiều Khả Hâm trong vòng giải trí như vậy, có chút giống tính tình của cô. Đang lúc này, hiện trường vang lên một trận âm thanh so với vừa nãy còn cao hơn. Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn, ngay sau đó liền thấy, tiếp theo đi lên thảm đỏ, không phải là minh tinh hạng nhất, mà là Tổng Thanh tra Giải trí Hoàng Thiên Diệp Y Y, cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị Kiêm Tổng Giám đốc Giải trí Hoàng Thiên Cố Việt Trạch. Đôi tình nhân này, nữ hiểu điệu thanh tú đẹp đẽ, nam cao lớn anh Tuấn, ngoại hình hoàn toàn không thua gì các minh tinh giới giải trí, địa vị ở giới giải trí rất cao. Bắt mắt hơn chính là, đi theo phía sau hai người còn có mấy vị viên chức lớn của Giải trí Hoàng Thiên. Tất cả đều là đoạt phần thưởng đại nhiệt môn, tổ hợp Hoàng Thiên Thiên Đoàn mang đến chấn động không nhỏ ở hiện trường. MC cầm micro, khoa trương phát ra tiếng thán phục, oa. Đây nhất định là tổ hợp đội hình mạnh nhất tối nay rồi. Tổng Thanh tra Diệp, Cố Tổng, không biết đối với giải thưởng tối nay, hai vị có lòng tin sao? Ngoặc kép, Diệp Y Y vẻ mặt ôn nhu nhìn Cố Việt Trạch, vẻ mặt phu sướng phụ tùy. Trên mặt của Cố Việt Trạch không có chấn động gì. Từ Tốn nói bốn chữ, nhất định phải được. Người đàn ông Tuấn giật vẻ mặt lãnh túc nhất thời lại rước lấy không ít tiếng thét chói tai của Hoa Si. Ánh mắt nữ MC cũng lấp lánh, quả nhiên khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau, bất quá cũng là khó trách, lần này tiền bối Lý Trung Nghĩa đoạt giải nam chính xuất sắc nhất cơ hồ là ván đã đóng thuyền, Trình Mạn Ni nữ chính xuất sắc nhất cũng là đoạt giải đại nhiệt môn, nói không chừng tối nay Hoàng Thiên có thể đồng thời hái được ảnh đế cùng vương miệng nữ hoàng điện ảnh đây.
Cái gì, khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau, lời này của MC, không thể nghi ngờ là để châm chọc Kiều Khả Hâm mới vừa nãy sao? Chương 543, tưởng như hai người. Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng dưới đài nhìn về phía thiên đoàn chỉ huy Minh Tinh, danh tiếng chính thịnh Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch. Bây giờ tập đoàn Diệp Thị, dù chịu không ít áp lực đến từ Hoàn Cầu cùng những công ty khác tăng level, nhưng vẫn là long đầu lão đại của giới giải trí, lần này thu hoạch giải thưởng Thượng hội phong phú cũng là tất nhiên. Trước bên Hoàng Thiên ra không ít thông báo nói Hoàng Thiên lần này tàn sát toàn bộ giải thưởng. Bất quá, nghĩ muốn kéo hết ảnh đế cùng Vương Miện nữ hoàng điện ảnh, chỉ sợ là bọn họ phải thất vọng. Diệp Oản Oản không cần đi lên thảm đỏ, đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi, liền trực tiếp hướng về ban thưởng phòng khách đi tới. Hàn Thiên Vũ quá bận rộn, vừa rồi mới để cho trợ lý vội vã đưa vé cho cô. Diệp Oản Oản cầm vé, hướng dãy ghế tìm số, kết quả nhìn số chỗ ngồi, nhất thời sửng sốt một chút. Ách, làm sao gần như vậy, có phải sai chỗ nào rồi không? Diệp Oản Oản xác nhận mấy lần, đều là số chỗ ngồi kia, vì vậy gọi cho trợ lý, muốn xác nhận lại. Kết quả, điện thoại báo bận, không gọi được. Diệp Oản Oản khó khăn, dù sao loại trường hợp này, vị trí không thể tùy tiện ngồi. Điện thoại trợ lý vẫn không gọi được, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đợi trong góc phía sau. Đang nhức đầu, phía trước đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc, tiếp theo một cánh tay thân mật đặt ở vai cô, Diệp Bạch, cậu ở chỗ này làm cái gì? Chỉ thấy toàn thân Âu phục màu trắng do nhà cao cấp C chế tác riêng, so với thường ngày càng thêm chói mắt, không biết Hàn Thiên Vũ đi tới lúc nào. Nhìn người tới, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, Thiên Vũ. Tôi thấy cậu hồi lâu không tới, Tiểu Lương không đưa vé cho cậu sao? Hàn Thiên Vũ hỏi. Có, chẳng qua số chỗ ngồi có vẻ không đúng lắm a. Quá gần đằng trước rồi, Diệp Oản Oản trả lời. Hàn Thiên Vũ xích lại gần nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, không sai, chính là số này, ở bên cạnh tôi, đi thôi. Nói rồi trực tiếp kéo Diệp Oản Oản đi tới vị trí phía trước. Bên cạnh cậu, Diệp Oản Oản càng kinh ngạc hơn. Yên tâm, bởi vì phó đạo diễn ngồi bên cạnh tôi không tới được, cho nên tôi cùng Hâm tỷ liền đem vị trí này cho cậu, sẽ không có vấn đề. Nghe Hàn Thiên Vũ nói như vậy, Diệp Oản Oản mới yên tâm xuống dưới. Mặc dù bây giờ buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, bất quá Hàn Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy đi về phía sau, còn thái độ thân thiết mang theo một gương mặt lạ hoắc, đưa tới không ít người chú ý. Diệp Oản Oản nhanh chóng bị Hàn Thiên Vũ dẫn tới chỗ ngồi cạnh hắn, bên phải hắn chính là Kiều Khả Hâm. Kiều Khả Hâm vừa nhìn thấy cô, cách Hàn Thiên Vũ nhẹ mở miệng cười, hi, tiểu tiên sinh coi bói, lại gặp mặt. Sắc mặt Diệp Oản Oản có chút lúng túng, khụ, Hâm tỷ, vô cùng xin lỗi, lần trước đường đột rồi. Kiều Khả Hâm nháy mắt một cái, không có a, lần trước rất khoái trá, tôi luôn mong đợi được gặp lại cậu. Cậu thực sự rất đáng yêu, nếu rảnh rỗi, không bằng. Hàn Thiên Vũ ngồi ở giữa, nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ đem thân thể ngăn cách hai người, nhắc nhở, Hâm tỷ, trường hợp công cộng, chú ý một chút được không, đã bắt đầu lên sóng rồi. Kiều Khả Hâm bĩu môi một cái mới ngừng, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng nói với Hàn Thiên Vũ, cảm ơn. Nhìn Diệp Oản Oản lau mồ hôi, Hàn Thiên Vũ bật cười, bộ dạng cậu lúc bình thường cùng lúc uống say, thật đúng là hai người. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, khục khục, đừng nói chuyện tôi uống say nữa. Chương 544, sợ là không cầm được Vương Miện. Ngồi vào chỗ của mình, Diệp Oản Oản phát hiện, ngồi ở hàng trước bọn họ, vừa vặn chính là Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, bên người Diệp Y Y chính là ứng cử viên giải nữ hoàng điện ảnh Trình Mãn Ni. Buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, xung quanh cũng đã có không ít người tâng bốc, chúc mừng Cố Tổng, chúc mừng Tổng Thanh Tra Diệp, lần này Hoàng Thiên sợ rằng là tàn sát tất cả giải thưởng nha. Tối nay Diệp Y Y một thân váy tiên màu xanh vỏ cao bản giới hạn, đẹp đến không thể tả, khiêm tốn cùng mọi người hàn huyên, các vị qua khen, kết quả còn chưa có, không ai nói chắc được. Kỹ thuật diễn xuất của Mạn Ni so với các tiền bối vẫn là kém rất nhiều, yêu cầu phải tập luyện, huống chi thực lực những người được đề cử cũng không thể khinh thường. Tổng Thanh Tra Diệp khiêm tốn quá, ngài tự mình mang mầm non ra ngoài, làm sao không tốt đây? Về phần những người đề cử khác, cũng chỉ có Liễu An có thể cạnh tranh, những người khác như Kiều Khả Hâm, hoàn toàn chính là theo chạy mà. Ha ha ha, đúng vậy, tôi đều chuẩn bị xong chờ Cố Tổng cầm mời khách ăn mừng. Diệp Oản Oản cùng Kiều Khả Hâm cách bọn họ gần như vậy, tự nhiên nghe được những người đó nói chuyện.
Sắc mặt của Kiều Khả Hâm đã vô cùng khó coi, quả nhiên lại bùng nổ rồi, a, ăn mừng, khẩu khí thật là lớn a. Nghe được sau lưng truyền tới âm thanh của Kiều Khả Hâm, vẻ mặt những người đó nhất thời đều cứng một chút. Trong giới giải trí này, người nào không biết tính khí Kiều Khả Hâm không phải là dễ trêu chứ. Lập tức có người vòng vo, dàn xếp nói, ha ha, Hâm tỷ lần này, phòng bán vé bứt phá, thu hồi tận 600 triệu rồi, chúc mừng chúc mừng. Có nữ nghệ sĩ ở Hoàng Thiên không hợp Kiều Khả Hâm khẽ thấp giọng cười lạnh, chúng tôi chỉ nói lời thật mà thôi, có vấn đề gì không? Ngoặc kép. Hàn Thiên Vũ cau mày mở miệng, kết quả còn chưa có, chứ nói mấy lời quá vẹn toàn mới tốt. Có nữ nghệ sĩ một thân váy đỏ lập tức giễu cợt nói, quả thật không thể nói quá vẹn toàn, bất quá, bất kỳ ai nghi ngờ người đoạt được giải nữ hoàng điện ảnh, cũng không tới phiên Kiều Khả Hâm cô. Lời này quả thực có chút khó nghe. Mà Diệp Y Y đang ngồi một bên cũng không quản nghệ sĩ nhà mình. Kiều Khả Hâm dưới sự kích động, lập tức muốn đứng lên, cô. Chương 545, một nụ hôn đặt cược. Nhìn bên dưới, sắc mặt Cố Việt Trạch hoảng hốt chớp mắt một cái. Tướng mạo người đàn ông trẻ tuổi này, làm sao lại quen mắt như thế? Giống như cùng với Diệp Oản Oản trong yến hội hôm đó của Diệp lão gia tử có chút tương tự. Bất quá, khí chất lại khác nhau một trời một vực, huống chi một là đàn ông, một là phụ nữ. Tướng mạo tương tự có khối người, nhất là nơi như giới giải trí này, bởi vì phẫu thẩm mỹ thịnh hành. Đụng mặt cũng không có gì lạ, vì vậy Cố Việt Trạch chỉ là nhìn thêm một cái, cũng không quá để ý. Chẳng qua là, tướng mạo của người đàn ông này khiến hắn nhớ tới hôm đó Diệp Oản Oản trong yến hội công khai giải trừ hôn ước với hắn, vì vậy sắc mặt của Cố Việt Trạch càng thêm khó coi. Người làm ăn đều rất tin các loại vận thế này, Cố gia đặc biệt có mời thầy phong thủy với lương cao, hàng năm đều xây miếu quyên tiền nhang đèn. Cho nên, người này đột nhiên nói một câu, tính được vận thế hắn không có vượng như vậy. Tự nhiên khiến làm hắn có chút không thoải mái. Tiếp xúc với ánh mắt có chút âm trầm của Cố Việt Trạch, đáy mắt Diệp Oản Oản tức khắc hiện ra một nụ cười, làm sao, Cố Tổng không tin. Không bằng tôi tại đây tính cho ngài một quẻ miễn phí. Cố Việt Trạch lạnh lùng nhìn, một cái, rất nhanh liền quay đầu, hoàn toàn không để ý đến, rõ ràng chẳng qua chỉ coi cô thành ngang ngược tàn ác. Nữ nghệ sĩ váy đỏ kỳ Mỹ Lâm vội mở miệng nói, Cố Tổng. Chớ chấp nhặt với loại người lấy lòng mọi người này, một bộ mặt rõ là tên lừa gạt mặt nhọn, còn coi số mạng cơ đấy, vậy không bằng đi đạo quán miếu, tới giới giải trí làm cái gì? Diệp Oản Oản nhún vai một cái, chậm rãi nói, Cố Tổng nếu hối hận, tùy lúc có thể tới tìm tôi. Kỳ Mỹ Lâm không nói gì mà chửi nhỏ, bệnh thần kinh. Diệp Y Y xoay người nhìn thanh niên đang nói chuyện một cái, hơi cau chân mày, bất quá cũng không có mở miệng. Mọi người chỉ coi Diệp Oản Oản là cố ý ác tâm với Cố Việt Trạch, vì hoàn cầu lấy lại danh dự, cho nên cũng không đem lời của cô để ở trong lòng. Thấy những người đó bị tức không nói, Kiều Khả Hâm nhất thời cười tươi như hoa, tiểu tiên sinh coi bói, làm rất đẹp. Nếu không phải Thiên Vũ làm kỳ đà cản mũi ngăn cản ở giữa, tỷ tỷ nhất định phải hôn cậu một cái. Diệp Oản Oản, thật may mắn là Hàn Thiên Vũ ngăn cản ở giữa. Hàn Thiên Vũ một bộ mặt không biết nói gì. Thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, Diệp Bạch, mặc dù biết cậu mới vừa rồi nói lời đó là tức giận nhất thời, chờ chút chẳng phải là tự vả mặt mình à. Ngoặc kép, trong con mắt lấp lánh như sao của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia sáng, vậy, nếu là tôi thực sự tính đúng thì sao? Hàn Thiên Vũ bị ánh mắt sáng chói của Diệp Oản Oản làm lung lay thần trí, chợt mở miệng, bật cười nói, nếu cậu tính đúng dĩ nhiên là tốt nhất, sau đó tôi gọi cậu thi đấu bán tiên. Hàn Thiên Vũ nói xong. Không biết nghĩ tới điều gì, đầu tiên là nhìn Kiều Khả Hâm nột cái, vừa nhìn về phía Diệp Bạch, sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị. Thấy sắc mặt Hàn Thiên Vũ không đúng, Diệp Oản Oản hỏi, thế nào? Ngoặc kép, Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, tới trước mặt Diệp Oản Oản, có phải cậu quên hôm đó uống say cậu cùng Hâm tỷ đánh cược cái gì rồi? Ngoặc kép, a, đánh cược cái gì? Diệp Oản Oản một mặt mê mang. Quả nhiên quên mất. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nâng chán, chính là cậu nói nếu cậu thắng, tức là Hâm tỷ được giải nữ hoàng điện ảnh, phải cho cậu một cái hôn đánh cược a. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Hàn Thiên Vũ rơi xuống, đại não Diệp Oản Oản nhất thời trống rỗng, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Nghĩa, nó, cô uống say lại có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Chương 546, tôi rất muốn đoạt giải. Diệp Oản Oản lúc này cũng nhớ tới. Hàn Thiên Vũ từng nói qua chuyện này với cô,
chẳng qua là thời gian này có quá nhiều chuyện, cô đã hoàn toàn mất. Tôi, cậu xác định tôi cùng Hâm tỷ có đánh cược. Diệp Oản Oản vẫn không cách nào tiếp nhận. Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái, tôi xác định, hơn nữa ấn tượng khắc sâu, khi đó Hâm tỷ đều bị cậu nói tới đỏ mặt. Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ tránh Kiều Khả Hâm, nhỏ giọng an ủi, bất quá cược thì cũng cược rồi, cũng may chuyện Hâm tỷ đạt giải độ khả thi không lớn. Nói không lớn đã là uyển chuyển rồi, mọi người đều cảm thấy hoàn toàn không thể nào, cho dù bộ phim này bán được nhiều vé, nhưng muốn giành giải quả thật quá khó khăn. Sắc mặt Diệp Oản Oản đen trầm đỡ chán, nội tâm gào thét, vấn đề là, Kiều Khả Hâm nhất định đạt giải thưởng có được không hả? Căn bản cô cũng không dám xác định, nhưng trọng sinh lâu như vậy rồi, cô đã xác nhận tất cả mọi chuyện tiến triển đều giống quỹ đạo kiếp trước. Tâm thật mệt mỏi. Đáng cực như thế này rồi kêu cô làm sao hủy đây? Cho mày uống rượu này, cho mày uống rượu này, cho mày không nghe lời bảo bối này. Hây, hai người các cậu, nói nhỏ sau lưng tôi chuyện gì vậy? Kiều Khả Hâm bất mãn mở miệng. Khụ, không có gì, không có gì, Hàn Thiên Vũ vội vàng ngồi thẳng người. Diệp Oản Oản cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù nội tâm đã một mảnh xốc xếch. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Kiều Khả Hâm quên vụ này. Một bên Kiều Khả Hâm nâng cằm lên lẩm bẩm, ai, đáng tiếc. Thật ra thì tôi rất muốn đoạt giải, như vậy tôi có thể quang minh chính đại hôn tiểu ca ca coi bói một cái. CMN. Diệp Oản Oản có chút muốn chết. Hàn Thiên Vũ nghe Kiều Khả Hâm xưng hô với Diệp Bạch càng ngày càng thân thiết, liền đen mặt lại, cô so với người ta còn lớn hơn mấy tuổi mà gọi tiểu ca ca tự nhiên như vậy. Bên dưới tâm tình vô cùng bi thảm, buổi lễ trao giải rốt cuộc chính thức bắt đầu. Trên đài, hai vị MC đầy nhiệt tình nói một đoạn khai mạc. Sau đó là biểu diễn khai mạc, ngay sau đó màn ảnh lớn nhanh chóng xuất hiện danh sách các nghệ sĩ được đề danh tối nay. Tốt rồi, hiện tại chúng ta cùng đến với phân đoạn trao thưởng mà mọi người mong đợi đã lâu, giải thưởng thứ nhất là giải biên tập giỏi nhất. Hàng năm thứ tự ban thưởng ở buổi lễ trao giải đều thay đổi, cơ bản đều là căn cứ theo trình độ giải thưởng mà ảnh hưởng đến thứ tự sắp xếp, trừ phim điện ảnh xuất sắc nhất phải để ở cuối cùng, đạo diễn xuất sắc nhất, cùng với ảnh đế, ảnh hậu. Thứ tự đều là căn cứ tình huống điều chỉnh, phe làm chủ sẽ đem huyền niệm lớn nhất đặt ở cuối cùng. Ví như lần này, Nữ Hoàng Điện ảnh là giải thưởng lớn nhất, cho nên đứng sau giải phim hay nhất, ở vị trí thứ hai đếm ngược của áp trục. Trước mặt là một chàng mấy giải không quan trọng, Hàn Thiên Vũ thừa cơ rảnh rỗi trò chuyện, đúng rồi Tiểu Bạch, sao cậu dự đoán được vậy giống như đã nghe qua rồi, diễn viên mới xuất sắc nhất là Triệu Minh Chiết, nữ phụ xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam phụ xuất sắc nhất là Mạnh Lương Ngọc. Ảnh đế là Lý Trung Nghĩa, tôi nhớ không lầm chớ. Ngoặc kép. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, cô thế mà lại đem danh sách giải thưởng quan trọng nói hết ra. Kiều Khả Hâm cười híp mắt lại gần, cố ý mở miệng bổ sung nói, còn tôi đây, nữ chính xuất sắc nhất là tôi nha. Diệp Oản Oản. Van các người tha cho tôi đi. Giải thưởng công bố tiếp theo, giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm nay người mới tất cả đều thực lực mạnh mẽ, thật là khó chọn. Không biết tân nhân vương xuất sắc nhất sẽ là ai đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này, trên đài đã tiến hành được một cuộc hội ý nhỏ, sắp sửa công bố giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Chương 547, tôi ngược lại muốn cùng cậu làm việc. Bên trên màn hình lớn, các đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất cùng phim được phát ra. Lý Nghị Đoàn tụ sum vầy. Tưởng Sâm Nhất 101 đêm. Triệu Minh Chiết Xuân Yến. Cung Húc Tình Yêu sẽ không tới. Lời nói MC thật êm tai, cái gì thực lực mạnh mẽ, cái gì cạnh tranh kịch liệt, trên thực tế lần này bởi vì các công ty điện ảnh và truyền hình đều đẩy lưu lượng tiểu thịt tươi lên, đưa các diễn viên mới, chủ yếu kỹ thuật diễn xuất không cao, hoàn toàn là chọn tướng quân bên trong một đám người lùn. Ngay cả Cung Húc cũng có thể được đề danh, có thể tưởng tượng được diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này có bao nhiêu thảm. Triệu Minh Chiết là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân trước kia. Cũng là thông qua hắn dùng quan hệ để đầu tư nuôi dưỡng, mời đạo diễn nổi tiếng tài cao trong giới làm một bộ phim nghệ thuật ít người xem chỉ vì để đoạt giải điện ảnh. Người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất chính là, nam chính trong bộ phim Xuân Yến, Triệu Minh Chiết. Chúc mừng! Rốt cuộc, MC cũng công bố người đạt được giải thưởng. Trên sân mọi người vỗ tay tượng trưng. Một bên Kiều Khả Hâm cười đến run rẩy, ai nha, chúc mừng tiểu ca ca coi bói, tính đúng một cái rồi nha. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, khụ, cái này thật ra không khó đoán. Hàng trước,
đám người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thấy người của Hoàn Cầu lĩnh giải thưởng, cũng không có bao nhiêu phản ứng, bất quá là diễn viên mới xuất sắc nhất mà thôi, bọn họ còn không coi vào mắt. Kỳ Mỹ Lâm cố ý dùng âm lượng để người hàng sau có thể nghe được bật cười một tiếng, không phải là diễn viên mới xuất sắc nhất thôi sao, đắc ý cái gì chứ? Người nào không biết diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này ngay cả Cung Húc nát muốn chết cũng được đề danh. Nghe được tên, Cung Húc, lại bị nhắc tới, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng những lời như, ngay cả Cung Húc cũng được đề danh, để chê bai giải diễn viên mới xuất sắc nhất khóa này, có thể tưởng tượng được danh tiếng của tiểu tử kia kém đến trình độ nào. Cho nên, lần này cô mới cố ý không để cho Cung Húc tới, nếu không lại là một trận phong ba. Mặc dù Cung Húc không đến, có thể bị chửi, nhưng ảnh hưởng có thể ít đu một chút đi. Hiện tại cái tên gia hỏa khó giải quyết này đã đến tay của cô, chuyện tẩy trắng là cả một đại công trình chỉ có thể từ từ, làm từng chút một. Hàn Thiên Vũ cũng rất hiểu tâm tình của Diệp Oản Oản, vỗ bả vai của cô an ủi, nén bi thương đi. Hàn Thiên Vũ dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, bất quá, tôi vẫn rất bất ngờ, không nghĩ tới cậu lại có thể thu nhận Cung Húc. Chuyện Cung Húc chuyển tới tay Diệp Bạch mặc dù không truyền ra ngoài, bất quá Hàn Thiên Vũ chính là người của Hoàn Cầu, tự nhiên biết chuyện này, khi đó hắn còn kinh ngạc thật lâu. Thật là không biết nên chúc mừng, hay là nên đồng cảm. Diệp Oản Oản chỉ có thể cười khổ, khụ, Cung Húc giàu gì cũng đang ăn khách, cậu biết, tôi hiện tại rất thiếu người. Chỉ có thể từ từ thay đổi hình tượng. Hàn Thiên Vũ tự nhiên biết muốn tẩy trắng Cung Húc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cười một tiếng mở miệng nói, thật ra thì, tôi ngược lại muốn cùng cậu làm việc. Diệp Oản Oản ngoài ý muốn nhìn Hàn Thiên Vũ một cái này thật giống như không phải là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ nói lời này, vì vậy cũng cười nói, thôi đi, cậu là cây dụng tiền của Hoàn Cầu, làm sao tôi có thể thu. Ánh mắt Hàn Thiên Vũ chuyên chú nhìn về phía thanh niên, vậy cậu phải cố gắng một chút a, tranh thủ để có một ngày có thể dẫn dắt tôi. Diệp Oản Oản biết hắn nói đùa, gật đầu liên tục nói, được rồi, tôi nhất định vì Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ cố gắng làm việc. Lấy việc có thể dẫn dắt Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ làm mục tiêu nghề nghiệp. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, nhìn chằm chằm thanh niên vẻ mặt lộ nụ cười, a, tôi rất chờ mong. Chương 548, lại tính đúng rồi. Sau giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất là hai tiết mục nhỏ, tiếp theo chính là giải nam phụ xuất sắc nhất. Đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất khóa này ngược lại đều là phái thực lực, nên cũng không dễ đoán. Đường Tinh Hỏa của Hoàn Cầu, cùng với Mạnh Lương Ngọc của Hoàng Thiên, đều đoạt giải diễn viên triển vọng. Diệp Oản Oản mặc dù không muốn nói Hoàn Cầu yếu thế, nhưng giải nam phụ xuất sắc nhất lần này, đúng là Mạnh Lương Ngọc hậu tích bạc phát, càng hơn một bậc. Cùng Mạnh Lương Ngọc đồng thời được đề danh còn có một diễn viên mới đang được nâng đỡ của Hoàng Thiên. Mạnh Lương Ngọc ở Hoàng Thiên đã lâu, khi Diệp Thiệu Đình còn ở đây địa vị của Mạnh Lương Ngọc khá vững chắc, Diệp Thiệu Đình đi rồi Mạnh Lương Ngọc cũng không được coi trọng nữa, giải thưởng lần này có thể khiến cho tình cảnh của hắn khá hơn một chút. Hàn Thiên Vũ trầm ngâm, nam phụ xuất sắc nhất, ngược lại không dễ đoán, Diệp Bạch, cậu xác định là Mạnh Lương Ngọc. Lần này Đường Tinh Hỏa biểu hiện thật ra cũng không tệ. Diệp Oản Oản nghiêm trang mở miệng nói, đúng là khó mà đoán được. Kiều Khả Hâm mở miệng nói, tôi cảm thấy đường độ khả thi tương đối lớn, lần trước trong tiệc rượu gặp mấy người tổ giám khảo, tôi thấy bọn hắn đối với đường đánh giá cũng khá cao. Ba người đang nghị luận, MC sau khi nói nhảm một hồi, rốt cuộc công bố người đoạt thưởng. Đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất chính là, Hồng Liên diễn viên Trung Bình Bình An Mạnh Lương Ngọc. Chúc mừng! Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Máy quay phim nhắm ngay phương hướng của Mạnh Lương Ngọc, người của Hoàng Thiên đều rối rít đứng dậy cùng Mạnh Lương Ngọc ôm ấp chúc mừng. Mặc dù bọn họ thật ra càng hy vọng nam nghệ sĩ được nâng đỡ kia đoạt giải, bất quá dầu gì Mạnh Lương Ngọc cũng là nghệ sĩ của Hoàng Thiên. Phía sau mấy hàng chỗ ngồi, Đường Tinh Hỏa không thèm để ý nhún nhún vai. Đường Tinh Hỏa thường xuyên cùng đám người Cung Húc lăn lộn ở chung một chỗ, cũng là nhân vật nghệ sĩ đại biểu con nhà giàu, mặc dù kỹ thuật diễn xuất tốt hơn Cung Húc nhiều. Bất quá đối với mấy cái giải thưởng này, phỏng chừng cũng không để ý chút nào. Kiều Khả Hâm chúc mừng nói, ai nha, tiểu ca ca coi bói, cậu lại tính đúng rồi. Diệp Oản Oản cười khổ không nói gì, đúng vậy, cô lại đoán đúng rồi, cô có thể đoán sai một lần không? Trên sân khấu, Mạnh Lương Ngọc đang kích động phát biểu cảm nghĩ. Đều giống các nghệ sĩ khác là cảm tạ người xem, đạo diễn, công ty, song Mạnh Lương Ngọc lại nhiều hơn một câu. Cuối cùng tôi phải cảm tạ bá nhạc của tôi.
bởi vì ông thưởng thức cùng ủng hộ, tôi mới có thể đi tới hôm nay. Người ngoài khả năng sẽ cảm thấy Mạnh Lương Ngọc đang nói tới Diệp Thiệu An, nhưng người trong vòng giải trí biết chuyện đều biết, Mạnh Lương Ngọc là được Diệp Thiệu Đình đào tới. Diệp Oản Oản nghe thấy lời của Mạnh Lương Ngọc, vẻ mặt hơi xúc động. Mắt nhìn người của cha quả nhiên không sai, Mạnh Lương Ngọc đến nay vẫn còn nhớ ân tình của cha, thậm chí không tiếc nói lời này sẽ đắc tội cao tầng bây giờ. Quả nhiên, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch nghe được lời nói của Mạnh Lương Ngọc, sắc mặt đều có chút khó coi. Hàn Thiên Vũ mặc dù là người ngoài cũng không nhịn được thở dài nói, Mạnh Lương Ngọc này, ngược lại là một nam tử Hán. Theo sát là giải phim có hiệu ứng xuất sắc nhất cùng phim phóng sự xuất sắc nhất, sau đó là cao chiều nhỏ thứ ba, nữ phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng này thực sự là không dễ đoán rồi, trình độ giải thưởng giới hạn với nữ phụ xuất sắc nhất, người xem cùng nhân sĩ trong nghề tất cả đều tranh cãi đến long trời lỡ đất, các nhà fan cũng là bóp nói ba hoa. Biểu tình của Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đều trở nên có chút ngưng trọng, chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Kiều Khả Hâm gật một cái cằm, phân tích nói, lần này giải nữ phụ được đề cử người ngược lại thực lực mạnh mẽ, không phân cao thấp. Hàn Tiện Vũ phụ họa nói, quả thật, tôi thấy tổ giám khảo phỏng chừng đều rất khó xử đấy. Chương 549, vận khí cũng quá tốt. So với mọi người khẩn trương thảo luận cùng chờ đợi kết quả, một bên Diệp Oản Oản len lén ngáp, thần sắc rõ ràng có chút chán đến chết. Loại cảm giác biết trước nội dung cốt truyện này, quả thật là cùng với trinh sát hình sự biết hung thủ là ai trước thời hạn y tranh nhau. Ai, nhân sinh thật đúng là không thú vị. Quả nhiên, vì muốn tạo cảm giác hồi hộp nên MC nói nhảm một hồi, sau mới công bố tên người đoạt giải thưởng, chúc mừng, tiểu thư Lâm Giai Âm. Nữ phụ xuất sắc nhất công bố xong, biểu tình của Hàn Thiên Vũ cùng Kiều Khả Hâm đều ngớ ngẩn, không khỏi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Hàn Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày, đúng liền ba cái rồi. Đủ loại tiết mục dài dòng xong, rốt cuộc, đến được phân đoạn ảnh đế và ảnh hậu đấu võ. Thời khắc kích động lòng người đã tới rồi, phải công bố tiếp theo, chính là người đoạt được ảnh đế tối nay. Nghe MC trên sân khấu phấn khởi nói, Diệp Oản Oản cơ hồ muốn ngủ. Rất mệt sao, Hàn Thiên Vũ thấy vậy hỏi. Diệp Oản Oản hơi nhún vai, biết đáp án trước rồi, đương nhiên là có chỗ buồn chán. Cậu A, Hàn Thiên Vũ chỉ coi như cô đang nói đùa, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, ngay khi lời nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, MC trên sân khấu rốt cuộc cũng rong dài xong, tiếp tục công bố người đoạt được ảnh đế. Tối nay, người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan là Sơn Hà vẫn còn Lý Trung Nghĩa. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Thiên Vũ cũng không nhịn được sợ hãi than, vận khí của cậu cũng quá tốt, đoán đúng 4 cái giải thưởng lớn của năm. Đúng vậy. Lập tức sẽ là đoán đúng năm giải thưởng lớn của giải Kim Lan. Kiều Khả Hâm cười nói, ngay cả tôi đều đột nhiên có chút mong đợi rồi, tôi sẽ không thật sự. Là nữ hoàng điện ảnh đi. Kỳ Mỹ Lâm sau khi nghe ba người đối thoại, vô cùng giễu cợt lẩm bẩm một câu, suy, có một số người ra mặt đúng là dày. Kiều Khả Hâm, tôi thấy cô tin tên giang hồ lường gạt này, còn không bằng tin mấy cuộc bỏ phiếu của fan trên mang đi. Cô thế mà đứng no, một bảng xếp hạng nghệ sĩ khó cầm được giải nữ hoàng điện ảnh nhất giới giải trí. Lần này Kỳ Mỹ Lâm cũng được đề danh, hơn nữa cô và Kiều Khả Hâm là vai diễn tương phản, lại đang đối địch công ty, bình thường vẫn mâu thuẫn không ngừng, lần này Kỳ Mỹ Lâm dĩ nhiên là muốn đợi cơ hội ác dẫm đạp Kiều Khả Hâm. So sánh Kiều Khả Hâm tiếng xấu vô số, Kỳ Mỹ Lâm danh tiếng tốt hơn nhiều, ở trong vòng giải trí nổi danh giữ mình trong sạch, nữ thần chuyên tâm. Mỗi lần đoàn đội Kỳ Mỹ Lâm phát thông bản thảo, mọi người đều đem so sánh đối kháng với Kiều Khả Hâm, nhân tiện dẫm đạp Kiều Khả Hâm một cước. Nhưng mà, trên thực tế, người một mực để tâm nghiên cứu kỹ thuật diễn lại là Kiều Khả Hâm người tiếng xấu đầy mình, mà nữ thần chuyên tâm trong mắt công chúng Kỳ Mỹ Lâm, lại lén lút sinh hoạt, khó coi. Kiều Khả Hâm trực tiếp nói trở lại, tôi tin ai mắc mớ gì tới cô. Tên giang hồ lường gạt a. Ha ha, Diệp Oản Oản nghe vậy. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ngay sau đó mở miệng nói, tên lường gạt tôi đây thành thật khuyên Kỳ tiểu thư một câu, đi đêm nhiều, sẽ gặp quỷ. Không khéo, tôi vừa vặn tính được, ngay khi buổi lễ trao giải giải Kim Lan tối nay kết thúc, Kỳ tiểu thư sẽ có một trận đại kiếp, tôi có thể bớt 95% bán cho cô một phương pháp phá giải nha. Kỳ Mỹ Lâm lúc này cười ra tiếng, hắc, thật là cười chết người, tôi vào giới giải trí lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngu ngốc giống như cậu. Hoàn cầu các người hiện tại đã sa sút đến mức thu nhận loại người như này rồi sao?
Ngoặc kép. Chờ Kỳ Mỹ Lâm giễu cợt không sai biệt lắm, Diệp Y Y mới giả bộ người hiền lành, được rồi, Mỹ Lâm. Thấy Diệp Y Y lên tiếng, Kỳ Mỹ Lâm lúc này mới cấm khẩu, quay người lại, nói chuyện cùng loại người như cậu chỉ hạ thấp thân phận của tôi. Chương 550, trình độ của bản đại sư. Cậu hù dọa cô ta à? Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản nhíu mày, cậu đoán xem. Ngoặc kép. Hàn Thiên Vũ mặc dù không lên tiếng, bất quá trong lòng chỉ coi Diệp Oản Oản là thuận miệng hù dọa người. Trung gian là màn biểu diễn ca múa, tiếp đến là giải thưởng chính tối nay giải nữ hoàng điện ảnh. Tiếp theo là mục quảng bá cho mấy bộ phim được đề danh. Phương Mẫn, Ngọc Gió đến từ Paris. Kỳ Mỹ Lâm, mẹ của tôi. Thẩm Nhu, Sâu Cung. Kiều Khả Hâm, Tính Thù Chuyện. MC ở phía trên một nam một nữ, hai vị một sướng một họa. Nam, trời ạ, thật sự là quá khẩn trương. Lần này người đoạt giải nữ hoàng điện ảnh giải Kim Lan rốt cuộc sẽ là ai chứ? Ngoặc kép. Nữ, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau chóng công bố đi. Mọi người đều không thể chờ đợi nữa rồi. Nam, không bằng cô đoán thử xem sẽ là ai đi. Nữ, cái này cũng quá khó đoán đi, tôi không đoán ra được, có thể cho chút gợi ý không? Ngoặc kép. Hai người dẫn chương trình trò chuyện tới trò chuyện lui mãi vẫn không nói ra trọng điểm là ai, gấp đến độ tất cả mọi người bên dưới đều đưa giải cổ, bất quá, hiển nhiên hiệu quả này chính là điều ban tổ chức muốn. Trên đài màn ảnh lớn chia làm bốn đề cử người bất đồng phản ứng tất cả đều hiện ra ở trước mắt tất cả người xem. Mãi đến khi không khí hồi hộp không sai biệt lắm, người nam dẫn chương trình mới nói, được rồi, nhìn mỹ nữ thỉnh cầu, nhắc nhở cô một chút, người đoạt giải tên là, ba chữ. Nữ MC lập tức thở dài nói, oa, nhắc nhở này rất lớn nha. Đây chẳng phải là nói, người đoạt giải là một trong hai vị Kỳ Mỹ Lâm hoặc Kiều Khả Hâm. Theo sau lời của người dẫn chương trình mọi, người dưới sân khấu cũng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Kiều Khả Hâm cùng Kỳ Mỹ Lâm. Nhắc nhở này đâu chỉ là lớn, coi như là trực tiếp công bố đáp án rồi. Sắc mặt của Kiều Khả Hâm nhất thời đen trầm thêm vài phần, bất kể là ai, cô cũng không hy vọng là đối thủ một mất một còn của mình Kỳ Mỹ Lâm. Nhưng bây giờ kết quả cục diện đã thành, không cần nghĩ cũng biết Kỳ Mỹ Lâm sẽ giễu cợt cô như thế nào. Về phần Kỳ Mỹ Lâm, Diệp Y Y, Cố Việt Trạch ở hàng trước, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, Kỳ Mỹ Lâm càng khó nén vẻ vui mừng. Bên cạnh đã có nghệ sĩ bắt đầu chúc mừng cô. Lâm Giai Âm mỉm cười chúc mừng, Lâm Tỷ, chúc mừng. Kỳ Mỹ Lâm hướng về phía sau nhìn một cái, sau đó cố ý mở miệng nói, đừng vội chúc mừng, còn chưa có công bố câu trả lời, nói không chừng nữ hoàng điện ảnh có thể là Khả Hâm cũng không chừng. Bởi vì bây giờ máy thu hình đều quay hướng này, Kiều Khả Hâm chỉ có thể nhìn không có cùng Kỳ Mỹ Lâm trở mặt tại chỗ, chẳng qua là trong lòng một trận trầm muộn đè nén không nói ra được. Từ lúc debut tới nay, cô cố gắng, cô trả giá, không có bất kỳ người nào thấy qua, chỉ có tiếng xấu che ngợp bầu trời, cô thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, những thứ cô trả giá kia có đáng giá hay không. Một bên sắc mặt của Hàn Thiên Vũ cũng có chút tiếc nuối, cười khổ nói, không nghĩ tới lần này giải trí Hoàng Thiên thật đúng là cầm xong quan rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, hay, hai người các cậu sao lại không tín nhiệm trình độ của bản đại sư như vậy a? Kiều Khả Hâm biết Diệp Oản Oản là muốn trêu chọc làm mình vui vẻ, chẳng qua là, giờ phút này tâm tình của cô thật sự là không cách nào quên được. Có lẽ từ khi vừa mới bắt đầu cô không nên ôm cái tín niệm buồn cười gọi là cảm giác của diễn viên cùng mộng tưởng nghề nghiệp, không bằng nhẹ nhàng thoải mái tiếp tục làm bình hoa, tiếp tục kiếm tiền của cô. Tốt rồi, không thừa nước đục thả câu, vòng vo nữa, các vị phỏng chừng đã muốn ném trứng gà lên sân khấu rồi, tiếp theo xin mời nữ hoàng điện ảnh tiền nhiệm của chúng ta. Khâu Nguyệt, Khâu Đại Mỹ Nhân lên công bố câu trả lời cho mọi người đi. Thật ra thì vừa rồi người dẫn chương trình gợi ý đã công bố câu trả lời, mọi người cũng không có khẩn cấp như vậy. Khâu Nguyệt đứng ở trước mặt micro, mở phong thư trong tay ta, một giây kế tiếp, đáy mắt dường như xẹt qua vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút sau, tiếp tục mở miệng nói, giải thưởng Kim Lan thứ 46 của giới giải trí, người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất là. Theo âm thanh công bố giải thưởng của Khâu Nguyệt, Kỳ Mỹ Lâm ở hàng trước một bên đáp lại lời chúc mừng của mọi người, một bên khêu tóc mai một cái, chậm rãi đứng lên. Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất là Tính Thù Chuyện Kiều Khả Hâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 551, không bằng bây giờ thực hiện cam kết đặt cược lúc trước.
Theo âm thanh rơi xuống của Khâu Nguyệt, hiện trường trong nháy mắt yên lặng quỷ dị. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm. Mới vừa rồi tên mà Khâu Nguyệt công bố là ai? Kiều Khả Hâm. Không phải là Kỳ Mỹ Lâm, mà là Kiều Khả Hâm. Cái này làm sao có thể? Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm đang đứng ở hàng trước cứng lại trong nháy mắt, cơn đắc ý tràn đầy trong mắt đã không còn mà thay vào đó là sự ngạc nhiên không cách nào tin được. Mà người còn kinh ngạc hơn so với Kỳ Mỹ Lâm lại là Kiều Khả Hâm. Một người cho dù bị ngàn vạn chửi rủa vẫn vững như núi là Kiều Khả Hâm, cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt mê mang cùng hoảng hốt. Hâm tỷ. Cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ nhắc nhở, Kiều Khả Hâm mới tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Diệp Bạch ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ. Tất cả suy đoán của hắn, lại ứng nghiệm tất cả. Chống lại đôi mắt sáng chói mà kiên định của thanh niên, trái tim Kiều Khả Hâm không khống chế được đập liên hồi. Tại sao cô không phát hiện, thời điểm Diệp Bạch nói cô là nữ hoàng điện ảnh, từ đầu tới cuối trên mặt đều không có một tia đùa giỡn. Hắn thực sự cho rằng cô đoạt được giải thưởng. Giờ phút này, hiện trường đang yên lặng thoáng cái khôi phục âm thanh, tiếng vỗ tay như sấm động, tổ đạo diễn của Tĩnh Thủ Truyện, còn có nghệ sĩ của giải trí hoàn cầu, không ít người đều hưng phấn đi lên ôm ấp chúc mừng Kiều Khả Hâm. Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang đứng bị Lâm Giai Âm kéo lại mới phản ứng được, sắc mặt vô cùng cứng ngắc ngồi xuống. Bất quá, một màn giành đứng lên trước vừa rồi đã sớm bị máy quay phim ghi lại. Giải thưởng Kim Lan lần này nữ phụ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, tất cả đều rơi vào giải trí Hoàng Thiên, nếu lại để cho Hoàng Thiên cầm được giải nữ hoàng điện ảnh, mà giải trí Hoàn Cầu chỉ giữ được một giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì thật đúng là mất hết thể diện rồi. Ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng lại có thể xảy ra một màn xoay vòng lớn như vậy, ai cũng không ngờ tới, người cuối cùng đoạt giải nữ hoàng điện ảnh lại là Kiều Khả Hâm của giải trí Hoàn Cầu, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ôn nhu nhẹ nhàng của Diệp Y Y lúc này toát ra vẻ lúng túng rõ ràng, bất quá vẫn ở chỗ cũ mỉm cười ra vẻ hào phóng vỗ tay, mà sắc mặt của Cố Việt Trạch bên cạnh cô ta chính là một mảnh đen trầm. Dù sao thời điểm lúc trước người dẫn chương trình phỏng vấn, hắn đã nói lời kiêu ngạo như thế, bây giờ lại tự đánh vào mặt mình ngay trước mặt mọi người. Chung quanh tiếng vỗ tay, âm thanh chúc mừng, ôm ấp, cái cảm giác từ địa ngục lên thiên đường. Cái cảm giác cực hạn mất đi rồi đột nhiên có được sinh mạng mới, khiến cho tâm Kiều Khả Hâm chấn động kịch liệt. Một giây kế tiếp, cô vượt qua Hàn Thiên Vũ, một tay ôm lấy thanh niên bên cạnh hắn, ở bên tai thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm ơn cậu, tiểu ca ca coi bói. Diệp Oản Oản sững sờ, chợt hào phóng ôm trở lại một cái, Hâm tỷ, chúc mừng, không cần cảm ơn tôi, cái này không có quan hệ với tôi, là cô xứng đáng. Kiều Khả Hâm hạ tâm tình kích động xuống. Đột nhiên nháy mắt một cái mở miệng, vô luận như thế nào, cậu đều thắng rồi, tôi là người nói là làm, không bằng bây giờ thực hiện cam kết lúc trước đi. Diệp Oản Oản sững sờ, hắc. Hàn Thiên Vũ thừa dịp vội vàng ôm ấp chúc mừng, đem Kiều Khả Hâm ngăn lại, bất đắc dĩ ở bên tai Kiều Khả Hâm nhắc nhở, Hâm tỷ đừng làm rộn. Nhiều người đang nhìn đấy. Lấy tính tình của Kiều Khả Hâm, loại chuyện trực tiếp hôn Diệp Bạch trước mặt mọi người này, cô thực sự làm được. Cùng lúc đó, người dẫn chương trình kích động ở trên sân khấu mở miệng nói, chúc mừng Khả Hâm. Xin mời nữ hoàng điện ảnh Kim Lan của chúng ta tối nay lên sân khấu nhận thưởng. Kiều Khả Hâm lúc này mới tiếc nuối bĩu môi một cái, được rồi, tôi đi lên trước. Được, Hâm tỷ mau đi đi, Diệp Oản Oản lau mồ hôi. Kiều Khả Hâm thật sự là quá phóng túng rồi. Như thể hoàn toàn không sợ xì căng đan, toàn bộ giới giải trí này đại khái cũng chỉ có cô dám. Chương 552, chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi. Kiều Khả Hâm mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, hào quang bắn ra tứ phía mà đi lên sân khấu. MC dựa theo chương trình nhanh chóng mời Kiều Khả Hâm phát biểu cảm nghĩ, thực sự kết quả này làm người ta bất ngờ. Khả Hâm, tôi nói như vậy thật xin lỗi, nhưng cô cũng biết, trong số người đề cử, cô không được coi trọng nhất. Không biết đối với việc đoạt giải lần này, cô có gì muốn nói không? Ánh mắt của Kiều Khả Hâm quét qua một lượt dưới sân khấu, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, đối với kết quả này, chính tôi cũng rất kinh ngạc, thành thật mà nói, ngay trước đó mấy giây, tôi đang suy nghĩ, muốn buông tha không nên dãy giụa, vô luận tôi làm cái gì cũng không được công nhận, phảng phất tiếng xấu của tôi đã thành gió chiều cùng chân lý. Hình tượng đối ngoại của Kiều Khả Hâm luôn luôn là chẳng thèm ngó tới mấy cái này, để cho mọi người quên là cô cũng để ý, không có ai không hy vọng mình được ca ngợi cùng khẳng định.
Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ bất đắc dĩ khổ sở, tiếp tục mở miệng nói, ai cũng biết, ở trong cái vòng giải trí này, dư luận có thể đổi trắng thay đen, càng có thể quyết định sinh tử của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng tăng độ nóng, tôi tiếp tục kiếm tiền của tôi là tốt rồi, cần gì phải mài giũa kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh chính mình. Lời nói của Kiều Khả Hâm khiến cho dưới sân khấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều biết cô nói không sai, nhưng toàn bộ trong vòng giải trí, sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám nói mấy lời như vậy thôi. Kiều Khả Hâm nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động, cho nên, rất cảm ơn, còn cảm ơn giải thưởng Kim Lan không chịu ảnh hưởng của dư luận cùng nhân tố bên ngoài, để cho tôi có một cơ hội, có thể chứng minh chính mình. Đồng thời, từ trong thâm tâm tôi cũng hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem tác phẩm này, đi xem một chút, con người của tôi. Tiếng nói của Kiều Khả Hâm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Thiên Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, Kiều Khả Hâm đem lời cần nói ra đủ như vậy, hơn nữa còn rất vẹn toàn. Diệp Oản Oản biết, lời này của Kiều Khả Hâm ở kiếp trước kéo tới con số đáng sợ cho phòng bán vé Tính Thù Truyện, đã phá tổng kỷ lục phòng bán vé năm đó. Sau đó, Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ cảm tạ fan, nhân viên làm việc, công ty cùng ban tổ chức. Cuối cùng, cô dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, mở miệng nói, trừ cái đó ra, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một vị bằng hữu. Lúc nãy, cơ hồ tất cả mọi người bên cạnh đều an ủi tôi, không đoạt được giải cũng không sao. Chỉ có một người, hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, để cho tôi biết, trong hàng ngàn hàng vạn người, ít nhất còn có một người cho tôi sự khẳng định. Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, ống kính chiếu tới gương mặt Kỳ Mỹ Lâm cũng gần như nhìn không được nữa. Đáng chết, lại thực sự bị cái tên lường gạt nói trúng. Vị trí nữ hoàng điện ảnh bất kể là ai cũng không nên đến phiên Kiều Khả Hâm mới đúng. Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc. Diệp Oản Oản đứng lên, một bộ vẻ mặt hào phóng nói với Kiều Khả Hâm, chúc mừng. Cô xứng đáng. Ha ha, người của Hoàng Thiên sẽ cảm thấy cô đủ dối trá chứ nào xứng đáng cơ chứ. Kiều Khả Hâm cười một tiếng, tôi làm sao nhớ đến, quý công ty có người nói tôi là nữ nghệ sĩ no. Một khó cầm giải thưởng nhất. Kỳ Mỹ Lâm giận đến độ gương mặt giải phẫu thẩm mỹ quá mức cũng sắp vặn vẹo. Kiều Khả Hâm, tôi khuyên cô thu hồi vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kia đi, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng dám cầm giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, tôi chờ xem cô là bị đè chết thế nào đấy. Kiều Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, chỉ sợ, cô sẽ chết trước tôi đây. Tiểu ca ca coi bói nhà tôi kỹ thuật cực tốt mới vừa rồi tính cho cô một quẻ, buổi lễ trao giải vừa kết thúc, cô liền có một trận đại kiếp nha. Chương 553, thân bại danh liệt. Kiều Khả Hâm nháy mắt khoác tay Diệp Oản Oản, tiểu ca ca, cậu nói đúng không? Ngoặc kép. Diệp Oản Oản không thể ở trước mặt mọi người không cho Kiều Khả Hâm mặt mũi, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng, Kiếp trước cô xem xong toàn bộ hành trình giải thưởng Kim Lan ở trên mạng. Rõ ràng nhớ đến lúc ấy ngay sau đó, trang web trên liền hiện ra tin Kỳ Mỹ Lâm mở tụ hội tình yêu, còn có tin tức bát quái tụ tập chơi ma túy. Tai tiếng nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn phá nát hình tượng nữ thần chăm chỉ của Kỳ Mỹ Lâm ở trước mặt fan, hình tượng hoàn mỹ thanh lưu ở giới giải trí. Nghe đối thoại của hai người, Kỳ Mỹ Lâm mặt đầy vẻ khinh thường, vẻ mặt hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, Kiều Khả Hâm, cô thật là đủ có thể, cao tuổi rồi. Cả ngày ngày trâu già gặm cỏ non, cùng mặt tiểu bạch kia lăn lộn ở chung một chỗ. Hiện tại tốt rồi, bị mê hoặc đến hư não, đại kiếp sao, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, tôi có thể có đại kiếp gì. Coi như không đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lan, cô hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa, huống chi còn dựa lưng vào cây đại thụ là tập đoàn Diệp Thị, có chuyện gì là không giải quyết được. Một bên Cố Việt Trạch sửa sang lại vạt áo, thần sắc ngạo nghễ đứng lên. Lạnh lùng nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của bổn công ty, cũng không phiền vị tiên sinh này phí tâm. Tình cảm ngày xưa của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch, bây giờ nghĩ lại mặc dù thấy ngu ngốc muốn tát chết chính mình, nhưng dù sao cũng coi như khắc cốt ghi tâm, mỗi lần đối mặt với Cố Việt Trạch, lệ khí trong người vẫn có chút không cách nào khống chế. Chống lại vẻ mặt cao cao tại thượng kia của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản câu môi cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói, Cố Tổng khách khí. Cố Tổng đâu có chỗ nào tới phiên nhân vật nhỏ bé như tôi phí tâm, Hoàng Thiên to lớn như thế, thiếu một hai cái, tự nhiên cũng không có gì quan trọng. Thời điểm Diệp Oản Oản hơi hơi nhếch khóe môi,
Tương tự ánh mắt giễu cợt của Diệp Oản Oản hôm đó, khiến cho tâm tình Cố Việt Trẻ càng âm vụ thêm vài phần. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở có tin tức cắt đứt ý nghĩ của hắn. Cố Việt Trạch đè xuống u buồn trong lòng, tiện tay mở ra những tin tức kia. Kết quả, cũng không biết thấy được cái gì, vẻ mặt Cố Việt Trạch đột nhiên thay đổi, trên mặt tràn đầy mưa gió kéo đến, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về hướng Kỳ Mỹ Lâm. Việt Trạch, thế nào? Một bên Diệp Y Y lo âu hỏi. Kỳ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Cố Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép. Lúc nãy khi cái nhìn của Cố Việt Trạch hướng tới mình, âm lạnh đến cực hạn khiến cô ta khó hiểu mà có chút bất an. Chẳng lẽ, là những chuyện kia của cô ta bị bại lộ? Chắc chắn sẽ không, mỗi lần cô ta đều làm bí mật như thế. Nhưng mà, ngay ở giây tiếp theo, trong cơn giận dữ Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại đập trúng mặt của Kỳ Mỹ Lâm. À! Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhặt điện thoại lên. Mới vừa nhìn bức ảnh đầu tiên trên điện thoại, sắc mặt của Kỳ Mỹ Lâm liền trắng bệch. Trên điện thoại di động chính là những hình ảnh khó coi của cô cùng một bọn đàn ông ở chung với nhau. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau thậm chí ngay cả hình ảnh cô chơi ma túy cũng được gửi tới. Khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, lúc này tay run run chỉ mở miệng, Cố Tổng cứu tôi. Tổng thanh tra Diệp cứu tôi. Cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại lúc Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô liên tiếp. Ôi chao, miệng nó, các người mau nhìn, tin tức lớn a. Trong hình này, lại là ngọc nữ giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm. Mở thêm hội, PK, chơi ma túy, cái này thật sự là bùng nổ rồi. Chương 554, tiểu ca ca thật lợi hại. Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ thấy vậy trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì, ngoặc kép. Hai người cùng mấy người chung quanh đều không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra. Biết được chuyện gì xảy ra, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang thúc giục như phát điên, Tổng thanh tra Diệp, nhanh chóng phái người xóa bỏ những thứ này. Sắc mặt của Diệp Y Y một mảnh âm trầm, đã không kịp rồi. Loại chuyện như vậy tốc độ truyền bá thật sự là quá nhanh, vừa rồi là bởi vì mọi người đều chú ý tới giải thưởng Kim Lan, vào lúc ban thưởng vừa kết thúc. Chuyện của Kỳ Mỹ Lâm trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Quả nhiên, cô ta vừa mới mở ra các trang web lớn cùng Weibo liền thấy, Kỳ Mỹ Lâm chơi NP, Kỳ Mỹ Lâm chơi ma túy, độ nóng không ngừng leo lên. Bết bát hơn chính là, tụ hội trên không chỉ có Kỳ Mỹ Lâm, cũng không thiếu nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên, hiện tại chiều hướng dư luận đã dần biến thành nghi ngờ toàn bộ giải trí Hoàng Thiên chính là một cái động mại dâm. Trong phòng yến hội mọi người cũng đã lần lượt biết chuyện bát quái này. Vào lúc này tất cả đều xì xào bàn tán mà nhìn về hướng của Kỳ Mỹ Lâm. Vẫn cho là Kiều Khả Hâm mới có cái cuộc sống hỗn loạn kia, vạn vạn không nghĩ tới người ta Kiều Khả Hâm cầm giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm lúc không có ai lại loạn đến loại trình độ này. Có cái gì hiếm lạ, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ, nếu tin mặt ngoài thì cậu cũng quá ngây thơ rồi. Kỳ Mỹ Lâm âm thầm chơi ma túy. Trước có tin đồn nghe nói cao tầng Hoàng Thiên đã nghiêm trọng cảnh cáo cô ta đừng đùa quá mức, tốn không ít tiền cho cô ta giao tiếp, cho nên trước mới không có dùm lên, bất đắc dĩ có người nhất định muốn chết Lần này có thể coi là xong đời, tất cả tiền của Hoàng Thiên đều trôi theo dòng nước, còn đem một đám nghệ sĩ đều kéo xuống nước. Từ sau khi cao tầng của Diệp Thị thay đổi, thật là càng ngày càng rối loạn chật chật. Kỳ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia đều đang nóng hừng hực châm trên người mình. Vừa nghĩ tới địa vị của cô ta ở vòng giải trí sẽ bị hủy trong chốc lát, nhất thời khuôn mặt sợ hãi, Cố Tổng, Tổng thanh tra Diệp, lần này các người nhất định phải giúp tôi. Tranh thủ thời gian cho công ty đem những thứ này toàn bộ xóa bỏ hết. Xóa bỏ đi. Im miệng, Cố Việt Trạch lạnh giọng nổi giận. Loại tai tiếng này, căn bản không thể xóa bỏ. Sự tình đã truyền ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn, xóa topic không có có bất cứ tác dụng gì. Lạm giao điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của cô ta cùng người công ty, chơi ma túy càng có thể phá hủy kiếp sống bất kỳ một nghệ sĩ nào trong giới giải trí. Kỳ Mỹ Lâm, hoàn toàn phế đi. Bọn họ tốn hao nhiều tài nguyên cùng tinh lực trên người cô ta như vậy, tất cả đều xong rồi, không chỉ như thế, còn phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù cho các hãng quảng cáo cùng đại phát ngôn. Nghe được câu kia, cao tầng của tập đoàn Diệp Thị nhiệm kỳ mới càng ngày càng loạn,
Diệp Y Y bởi vì bị đạp trúng chân đau, cũng là căm tức không thôi, thấp giọng mắng, được rồi, đừng ở lại nơi này nói, lập tức trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao. Ngoặc kép, đoàn người tránh mọi người và phóng viên đang chen chúc tới, vội vã rời khỏi phòng yến hội. Trước khi đi, ánh mắt âm lạnh của Cố Việt Trạch dừng lại ở trên người Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà mỉm cười nhìn lại, mang 10 phần ý khiêu khích. Con người của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh chóng, không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt. Phảng phất như gặp quỷ, nguyên bản những chuyện không thể xảy ra tất cả đều bị hắn nói chúng cực kỳ chính xác, khiến hắn nhớ tới câu nói của người đàn ông này lúc trước phảng phất như tiên đoán, vận thế của hắn không có vượng như thế, nhất thời để cho tâm tình của hắn càng thêm tệ. Về phần Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản, đã là mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này, cũng trúng. Tiểu ca ca cậu thật lợi hại, cậu sẽ không phải là thực sự coi số mạng đi. Chương 555, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Ai, đúng rồi, Diệp Bạch, cậu cũng tính cho tôi một quẻ đi, gần quan thì được ban lộc mà. Tôi biết cậu lâu như vậy lại không tìm cậu tính cho, thật sự có chút thua thiệt a. Hàn Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến. Diệp Oản Oản một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Hàn Thiên Vũ, rõ ràng cho thấy tiền đồ cậu trải dài, cần xem gì chứ. Giúp tính nhân duyên a, ví như tôi lúc nào mới có hoa đào, ngoặc kép. Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi trong mắt suy tư, nhân duyên của cậu. Như thế nào, sắc mặt Hàn Thiên Vũ có chút khẩn trương. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng, dường như không có. Hàn Thiên Vũ sững sốt, cái gì không có? Chẳng lẽ tôi phải cô độc suốt quãng đời còn lại? Ngoặc kép. Diệp Oản Oản gấp gáp, vội mở miệng, khụ, không đúng không đúng, ý của tôi là, xin lỗi, tôi sợ rằng không tính được cái này. Nếu là mấy minh tinh ấn tượng hoặc là người khá nổi trong giới giải trí thì có lẽ cô còn có thể biết một chút về quỹ đạo nhân sinh quan trọng, nhưng vấn đề là, nhân sinh đời này của Hàn Thiên Vũ đã bị cô thay đổi a. Cho nên, Hàn Thiên Vũ ngày sau sẽ có kết quả như thế nào, cô tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi. Tại sao không tính ra? Hàn Thiên Vũ cau mày. Diệp Oản Oản cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói, ai, cái này sao, rất huyền diệu á, nói cậu cũng không hiểu, tóm lại có mấy người tương đối đặc thù, tôi không có cách nào coi ra. Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cái hiểu cái không, đặc thù. Kiều Khả Hâm cũng vội vàng đi tới truy hỏi, vậy tôi thì sao đây? Ngoặc kép, số đào hoa của Hâm tỷ ngài vượng như vậy, thì càng không cần tôi tính rồi, Diệp Oản Oản mở miệng. Đây cũng là Kiều Khả Hâm vừa nói, một bên hướng về người còn chưa mở liền chết hiểu, hoa đào nhỏ, nhìn một cái. Không nghĩ tới, vất vả lắm hôm nay mới vừa ý một tiểu ca ca đặc biệt đúng khẩu vị, đối phương lại đã có bạn gái, cô vẫn rất tiếc nuối. Đúng rồi, tối nay tôi mời khách ăn mừng, Tiểu Bạch, cậu qua không? Kiều Khả Hâm hỏi. Hâm tỷ mời, cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là, tôi phải chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo cho bạn gái một chút, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Kiều Khả Hâm nghe vậy, hơi nhíu mày, chẳng qua chỉ tham gia một cuộc tụ họp mà thôi, còn muốn chuẩn bị báo cáo. Hàn Thiên Vũ ở một bên vội vàng giải thích giúp, Hâm tỷ, cái đó, bạn gái Tiểu Bạch, quản tương đối nghiêm. Kiều Khả Hâm mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra, Tiểu Bạch cậu lại có thể sợ bạn gái. Dù sao đêm hôm đó hắn chính là phong lãng cực kỳ, nam nữ đều chơi tuốt, nghĩ không ra lại sợ bạn gái đến vậy. Hàn Thiên Vũ khẽ cười chế nhạo, thật ra thì thời điểm tôi vừa mới biết cũng rất kinh ngạc. Diệp Oản Oản nghĩ thầm không sai a, cô chính là sợ vợ không được sao. Kiều Khả Hâm lầu bầu, tôi còn tưởng rằng cậu hẳn là thích hình tượng như chim non nép vào người đấy. Diệp Oản Oản cười khan một tiếng, không có, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sự kiện của Kỳ Mỹ Lâm không ngừng lên men, cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi giới giải trí. Mà Kiều Khả Hâm nhờ bài phát biểu cảm nghĩ đoạt giải Kim Lan làm phòng bán vé tính thù chuyện lần nữa tăng vọt, lại phá chừng mấy hạng ghi chép, cộng thêm mới vừa sánh với Kỳ Mỹ Lâm, Kiều Khả Hâm bị hãm hại nhiều năm như vậy, dư luận phá thiên hoang địa bắt đầu hướng chính diện phát triển. Về phần Diệp Oản Oản, cơ hồ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Trừ công tác học tập, thời gian nhiều nhất chính là mang bọn thập nhất đi huấn luyện, dù sao còn mấy ngày nữa là tuyển chọn đội trưởng rồi, cô không nghĩ tới làm sư phụ cũng thật không dễ dàng gì. Chương 556, ánh sáng đom đóm.
Tư gia, phòng họp ám vệ. Lưu Ảnh một thân trang phục màu đen, mặt mũi lãnh thúc mà ngồi ở vị trí chủ tịch. Phòng họp bốn phía, ngồi hơn 10 người, đều là những đội trưởng ám vệ được tuyển chọn của Tư gia. Đội trưởng Lưu Ảnh, thi đấu năm nay không còn mấy ngày liền bắt đầu, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn cái tên tiểu tử thập nhất không biết trời cao đất rộng kia. Một người thân hình cường tráng nào đó nói với đội trưởng ám vệ nói. À, Lưu Ảnh điều chỉnh một tư thế thoải mái, híp mắt nói, lão tam, gọi ta Lưu Ảnh là được, bây giờ tổng đội trưởng ám vệ là thập nhất. Đội trưởng, sao ngài lại nói như vậy, thập nhất một cái ghế đội trưởng của phân đội nhỏ cũng không ngồi được, chỉ bằng hắn, mà cũng vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt chức vị tổng đội trưởng, được gọi là lão tam ám tam phân đội trưởng, lạnh rên một tiếng nói. Bên cạnh có người mở miệng nói, tôi nghe nói, gần đây thập nhất liều mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, có phải là vì chuẩn bị cho lần thi đấu tranh đoạt này? Một người khác nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, vô luận hắn có huấn luyện bao nhiêu gian khổ, ở trong mắt đội trưởng Lưu Ảnh, thủy chung là một con trùng thúi, có thể làm nên sóng gió gì? Ngoặc kép. Đúng rồi, nói cho các người biết một tin tức. Ám tam phân đội trưởng cười nói, có tin tức nói, thập nhất bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, để Diệp Oản Oản dạy hắn kỹ xảo võ học. Các cậu có sợ hay không a? Ngồi đấy mà khinh thường người ta hừ hừ gạch dưới. Theo lão tam vừa dứt lời, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Thập nhất chính là một tên ngu xuẩn mà thôi, nếu như không phải đội trưởng Lưu Ảnh nể mặt ông chủ, Diệp Oản Oản đã sớm bị đội trưởng một quyền đấm chết, làm gì đến phiên cô ta oai phong lẫm liệt ở phòng rượu. Nói tới sự kiện ở quầy rượu ngày đó, trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia sương mù. Người phụ nữ kia, bất quá chỉ là khí lực lớn mà thôi, thế tục lại bình thường, hắn không cách nào hiểu được, ông chủ luôn luôn anh minh thần vũ, như thế nào bị một bình hoa khiến cho thần trí bị mê hoặc. Loại phụ nữ này, làm sao có thể đánh đồng với tiểu thư Tần Nhược Hy được. Đội trưởng Lưu Ảnh, có khi nào là thập nhất muốn nịnh hót Diệp Oản Oản, để cho Diệp Oản Oản thổi gió bên gối ông chủ đi, đến lúc đó, nếu như ông chủ mềm lòng, thật để cho thập nhất một ám vệ phân đội trưởng nào đó chân mày hơi hơi nhíu lên. Bọn họ đường đường là ám vệ Tư gia, há có thể để cho một người phụ nữ làm cho đảo loạn. À, khóe miệng Lưu Ảnh hơi hơi dương lên, tia lạnh giá vòng quanh nụ cười, trong mắt hàn quang kinh người, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là một đồ chơi của ông chủ mà thôi, bên cạnh ông chủ có Nhược Hy tiểu thư cũng đã đủ, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Hắn không tin ông chủ thật sẽ vì một người phụ nữ như vậy, quấy nhiễu tranh đoạt tổng đội trưởng ám vệ lần này. Cũng đúng, thập nhất kia bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đoán chừng là coi Diệp Oản Oản thành rơm giả cứu mạng, còn thật sự cho rằng Diệp Oản Oản là thiên tài võ học, nghĩ từ trên người cô ta học một chút gì đó, cùng đội trưởng tranh tài. Ám tam phân đội trưởng cười một tiếng nói. Lưu Ảnh cười lạnh, thập nhất cũng tốt, Diệp Oản Oản cũng được, hắn chưa bao giờ từng để ở trong mắt. Ông chủ bởi vì một người phụ nữ, gần như bị mê hoặc tâm trí, Diệp Oản Oản kia. Có tài đức gì có thể tiến vào cửa chính Tư gia, trở thành chủ mẫu đương thời của Tư gia. Người ta tương lai thì không biết sao, nhưng hiện tại cũng xem như chủ mẫu Tư gia, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Một đội trưởng ám vệ nào đó nói. Lưu Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt quét qua mọi người ở đây, chủ mẫu đương thời tương lai của Tư gia, chỉ có thể là Tần Nhược Hy tiểu thư. Đội trưởng Lưu Ảnh nói đúng lắm, Diệp Oản Oản kia là vật gì? Sao có thể đánh đồng cùng với Tần Nhược Hy tiểu thư? Nhược Hy tiểu thư, vô luận gia thế bối cảnh, hay là năng lực bản thân, tuyệt không phải loại phụ nữ như Diệp Oản Oản có thể so sánh. Chương 557, nhất định có đạo lý của hắn. Lúc nói chuyện, cửa phòng họp nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh lướt qua. Nhược Hy tiểu thư, nhìn thấy người tới, ở chỗ phân đội trưởng ám vệ, liền vội vàng cung kính nói. Lưu Ảnh lập tức đứng dậy. Nói, Nhược Hy tiểu thư mời ngồi. Không cần, Tần Nhược Hy mặt lộ nụ cười, cái vị trí chủ tịch ám vệ, tôi ngồi loạn cũng được. Tần Nhược Hy dứt lời, ngồi ở bên người Lưu Ảnh. Đi theo sau lưng Tần Nhược Hy, là một vị nam tử tướng mạo lạnh lùng, đang là tâm phúc của Lưu Ảnh, tên là Vân Sinh, một thành viên của ám vệ. Đoạn thời gian gần đây, Vân Sinh một mực ở bên cạnh Tần Nhược Hy tu luyện, mà Tần Nhược Hy cùng ý của Lưu Ảnh. Chính là để cho Vân Sinh đi tranh đoạt tuyển chọn phân ám nhất, đem thập nhất hoàn toàn đá xuống đài. Vân Sinh, cậu ở bên cạnh Nhược Hy tiểu thư học tập như thế nào? Lưu Ảnh nhìn nam tử lạnh lùng, mở miệng hỏi. Tổng đội trưởng, Nhược Hy tiểu thư thực lực cực mạnh, hơn nữa có phương pháp giáo dục,
lần này tranh đoạt thi đấu, nghĩ là không cần phiền đến đội trưởng, bằng tôi liền có thể đạp thập nhất xuống. Nam tử tướng mạo lùng trả lời, chợt nhìn về phía Tần Nhược Hy, tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì ảnh hưởng từ Lưu Ảnh, trong lòng những người ở đây, từ lâu đã coi Tần Nhược Hy thành chủ mẫu tương lai của Tư gia. Lưu Ảnh, cậu cũng không cần nổi giận, lần này A Cửu chỉ là nhất thời tức giận, mới khiến thập nhất tạm thời có thể thay thế vị trí của cậu, tính đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, ngày sau không cần tiếp tục phạm loại này sai lầm nhỏ, sau lần khảo hạch này, vị trí tổng đội trưởng ám vệ, vẫn là của cậu. Tần Nhược Hy nhìn Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh trong mắt một mảnh khói mù, Nhược Hy tiểu thư, tôi thật không hiểu ông chủ, có ngài ở bên ông chủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, tại sao ông chủ lại đi mê luyến một cái bình hoa, đừng gọi bừa bình hoa như vậy cộng gạch dưới cộng tương đương. Ngay sau đó, chân mày Tần Nhược Hy cao lại, Lưu Ảnh, không được ăn nói linh tinh, A Cửu có suy tính của mình. Suy tính, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, ngày trước, ông chủ anh minh thần vũ cỡ nào. Đội ám vệ chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ cao đẳng, hiện nay, lại để cho chúng ta đi quầy rượu, bảo vệ Diệp Oản Oản. Nếu như ngày đó không phải bởi vì cô ta có quan hệ với ông chủ, làm sao tôi có thể tha cho? Nói đến đây, hàn quang trong mắt Lưu Ảnh lóe lên. Lưu Ảnh, cậu quá nhiều lời. Tần Nhược Hy nói. Nhược Hy tiểu thư, ngài chính là quá dễ nói chuyện. Lưu Ảnh giận, tôi nói đều là thật, Diệp Oản Oản kia là thứ gì, lấy cái gì cùng ngài cạnh tranh? Nếu thật để cho cô ta trở thành chủ mẫu đương thời của Tư gia, chẳng phải là muốn cho Tư gia long trời lỡ đất. Cũng bởi vì ngài nhẫn nhịn, mới để cho Diệp Oản Oản càng ngày càng càn rỡ. Nhược Hy tiểu thư, ngài hẳn là để cho cô ta hiểu được, Tư gia này, người nào mới thật sự là đương thời chủ mẫu, ông chủ quan tâm chân chính là ai, ông chủ bị người phụ nữ kia che mắt, Nhược Hy tiểu thư ngài hẳn là đứng ra. Đội trưởng Lưu Ảnh nói không sai, ngày trước chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ gì, trước đó vài ngày. Ông chủ để cho tổng đội trưởng cùng chúng ta đi quầy rượu bảo vệ một người phụ nữ không nói, người phụ nữ kia say khướt thương tổn người khắp nơi, đến cuối cùng, bị phạt lại là đội trưởng Lưu Ảnh, dựa vào cái gì? Ám tam phân đội trưởng phụ họa nói. Chân mày Tần Nhược Hy hơi cau lại, Lưu Ảnh, trong lòng cậu giận, vậy liền phát tiết vào lần tranh đoạt thi đấu này, sau đó, ít than phiền một chút, những lời này, nếu để cho A Cửu nghe thấy, ngay cả tôi cũng chưa chắc bảo vệ cậu được. Nhược Hy tiểu thư. Lưu Ảnh còn muốn nói, lại bị Tần Nhược Hy vẫy tay cắt đứt, tôi tin tưởng A Cửu làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Chương 558, sư phụ nói đúng. Thấy việc đã đến nước này, Tần Nhược Hy còn bảo vệ ông chủ như vậy, nếu so sánh lại, tất cả ám vệ của Tư gia, đối với Diệp Oản Oản đều coi cô là kẻ thù cả. Bây giờ, phân đội ám nhất cơ hồ toàn bộ đều đầu quân bên Diệp Oản Oản, đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội ám nhất rồi. Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh, cậu đi theo Nhược Hy tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này đừng làm cho tôi và Nhược Hy tiểu thư thất vọng, vị trí đội trưởng phân đội ám nhất, nhất định phải giành được. Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói, đội trưởng yên tâm, thập nhất đó, căn bản không có bản lãnh gì, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Được, Lưu Ảnh gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội ám nhất, khóe môi hơi hơi dương lên. Cười lạnh nói, thập nhất, ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia, có thể cho ngươi vị trí đội trưởng sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái bình hoa kia, sẽ có thể dạy ngươi thứ gì. Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện, phanh, phanh, hai bóng người, nhanh chóng bay ra xa, nặng nề té xuống vũ đài. Sư phụ, thử lại, thập nhất mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài. Sư phụ, tôi muốn, nghỉ ngơi, chàng trai tuấn tú bỏ dậy sau, đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng. Dừng, Cà Lâm, ý anh là muốn nghỉ một lát. Diệp Oản Oản xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Đúng, sư phụ, nói đúng. Cà Lâm gật đầu một cái. Cà Lâm cũng không phải tên thật của hắn, bất quá, lúc mới vừa vào đội ám vệ, mọi người liền kêu hắn là Cà Lâm. Về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới. Cà Lâm, anh nghỉ ngơi chút đi, thập nhất chỉ mong như thế. Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, thập nhất cùng Cà Lâm đều ở phòng huấn luyện, Diệp Oản Oản cũng là một tấc không rời. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không ngại, mới đầu, lúc đánh nhau, cũng không hứng thú lắm. Nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài,
Diệp Oản Oản lại dần dần có cảm giác. Một ngày không luyện hơn mấy chiêu, liền thấy cả người không thoải mái. Thậm chí, có lúc thập nhất cùng cả lâm muốn nghỉ ngơi nửa ngày, Diệp Oản Oản lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, thập nhất cùng cả lâm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước khi bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đã tiến bộ rất nhiều. Sư phụ, tiếp chiêu. Thập nhất trong miệng hét lớn, cánh tay phải giống như linh xà di chuyển trong không trung, bay về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, cũng chưa hề nhúc nhích. Sư phụ, tiếp chiêu. Thấy vậy, trong bụng thập nhất mừng rỡ. Nhưng mà, trong lúc thập nhất mặt đầy hưng phấn, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về bên trái, để cho thập nhất vồ hụt. Cái gì? Thập nhất hơi sửng sốt. Mà thừa dịp thập nhất ngây người, chân trái Diệp Oản Oản như dao long càn quét mà quẹt ra. Phanh! Ôi chao! Thập nhất hét thảm, cả người bị Diệp Oản Oản đạp bay xa 8 mét. Thập nhất, anh làm sao vậy? Diệp Oản Oản cau mày trách mắng. Sư phụ, tôi, thập nhất có chút chột dạ. Sớm đã nói với anh, lúc tỉ thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì, cũng phải giấu giếm. Trừ phi là chờ đến khi thực sự kết thúc trận đấu mới được thể hiện ra, nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng. Diệp Oản Oản mặt mũi lạnh lùng mở miệng. Thật ra thì, đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ. Mỗi lần cùng thập nhất và cả lâm trong tỉ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tâm cơ người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch. Chương 559, đều là bị động tiếp chiêu. Đội trưởng, đừng để cho, tâm tình, cả lâm đứng ở phía dưới vũ đài, nhìn trực tiếp chuyện xảy ra vừa nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình. Anh, vẫn để cho sư phụ nói đi, khóe miệng thập nhất hơi hơi co rút. Thật, tôi, cả lâm gật đầu. Ý của cả lâm là, đừng để cho tâm tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay, vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết. Diệp Oản Oản mở miệng. Được, thập nhất lập tức gật đầu. Trở lại, Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay về hướng thập nhất. Sư phụ, không bằng người xuất chiêu trước, thập nhất cười nói. Khoảng thời theo đi theo Diệp Oản Oản học tập, cho tới bây giờ cô luôn bị động tiếp chiêu, chưa từng chủ động ra tay. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay, thật sự là chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp, thân thể mới sinh ra phản ứng tự nhiên. Nếu như cô xuất thủ trước, cái loại cảnh giới huyền diệu này, hoàn toàn không cách nào hiện ra. Cho nên, trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động ra tay, không thể chủ động tấn công. Sư phụ, tôi với người học, đều là bị động phản kích lại, cái này nếu như trong đấu trường, vậy phải làm thế nào? Thập nhất nhìn Diệp Oản Oản cười khổ nói. Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư chốc lát, vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao? Chuyện này, thập nhất cau mày, cảm giác có chút không đáng tin a. Anh biết cái gì, cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu. Diệp Oản Oản ra vẻ chấn định. Có thật không, thập nhất có chút hoài nghi. Tôi là sư phụ, hay anh là sư phụ? Diệp Oản Oản rất bất mãn, mình đường đường là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình. Ngài là sư phụ nói đúng, là tôi ngu ngốc, thập nhất liền vội vàng đổi lời nói. Tỉ thí tiếp tục, Diệp Oản Oản đứng ở giữa vũ đài, hướng ngón giữa về phía thập nhất, tới đánh tôi đi. Bị Diệp Oản Oản khiêu khích, thập nhất mở trừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng Diệp Oản Oản. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của thập nhất, đánh liên tiếp về thập nhất. Tôi tính táo hơn, mắt thấy Diệp Oản Oản đánh một quyền xuống, thập nhất thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình. Phanh! Trong một khoảnh khắc, thân thể thập nhất theo bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Diệp Oản Oản. Giờ phút này, cả lâm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ. Đi theo Diệp Oản Oản học tập tới nay, thập nhất vẫn là lần đầu tiên phản kích được Diệp Oản Oản. Thành công, thập nhất nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm quả đấm của Diệp Oản Oản, mặt đầy khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét, a ha ha ha, tôi thành công rồi. Phanh! Trong lúc thập nhất đắc ý vênh váo, lần nữa bị Diệp Oản Oản một cước đạp bay. Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ, Diệp Oản Oản thở dài, thành khẩn nói, xem ra, anh vẫn là không thành công nha.
Ba người huấn luyện, cũng không dừng lại. Thập Nhất cùng Cà Lâm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng tập luyện, tuy là bị Diệp Oản Oản dạy dỗ cực thảm nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân tiến bộ, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát hưng phấn. Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, trong phòng huấn luyện. Ngày mai các anh sẽ thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi. Diệp Oản Oản nhìn hai người. Cảm ơn sư phụ, Thập Nhất tràn đầy tự tin. Cà Lâm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn, tranh đoạt một chức đội trưởng phân đội ám vệ, hẳn không có vấn đề. Thập Nhất nhìn lấy Cà Lâm nói. Đúng, đúng, đúng đúng đúng, đội trưởng, nói, đúng. Cà Lâm gật đầu liên tục. Chương 560, thi đấu tranh đoạt chức đội trưởng. Sáng sớm tinh mơ, trường tỷ thí Tư gia. Trừ mấy vị lãnh đạo cao cấp của Tư gia ở ngoài, Hứa Dịch cũng đã đến từ sớm. Mỗi một giới tỷ thí ở ám vệ, đều do Hứa Dịch phụ trách phán xét. Nhưng bởi vì năm nay thay đổi, ngoài Lưu Ảnh tổng đội trưởng còn có thêm mấy vị lãnh đạo Tư gia cùng Hứa Dịch đảm nhiệm chức vị trọng tài. Giờ phút này, dưới trường tỷ thí, người người tấp nập, trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ không cách nào trở về, còn lại hầu hết đều trình diện. Không lâu lắm, Thập Nhất mang theo thành viên phân đội ám nhất, cũng từ từ đến. Nhìn thấy đám người Thập Nhất, mấy vị ủng hộ Lưu Ảnh, khóe miệng đều hiện lên một nụ cười lạnh giá, nhất là nhìn thấy Diệp Oản Oản bên cạnh Thập Nhất, trong mắt đều là vẻ khinh thường. À, Thập Nhất muốn vị trí kia đến điên rồi, lại đi bái người phụ nữ kia làm sư phụ. Dù sao cũng ngồi trên vị trí này một thời gian, dĩ nhiên là không muốn dứt bỏ, biết tài nghệ của mình không bằng người. Toàn bộ ám vệ bên trong, hắn ta thật sự lãnh đạo có thực lực yếu nhất. Chiến lực của Thập Nhất cũng chỉ xếp hạng thứ hai trong nhóm, chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay. Thấy Thập Nhất mặt đầy tự tin, ám tam phân đội trưởng cười lạnh một tiếng, người rốt nát hạnh phúc nhất, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình có thể thắng được Lưu Ảnh. Làm người vẫn là cần có một ít tự biết thân biết phận, nếu không, cùng với những kẻ ngang ngược tàn ác, có gì khác nhau đâu. Người phụ nữ kia, trừ biết dỗ ông chủ ra, còn có bản lãnh gì. Nếu như không phải là cô ta, tổng đội trưởng Lưu Ảnh há sẽ bị ông chủ trừng phạt, để cho Thập Nhất tự nhiên chiếm được tiện nghi hay sao? À, các người nói, đợi một hồi Thập Nhất lên vũ đài, chắc chỉ đánh ra mấy cái võ mèo cào, có buồn cười hay không? Võ mèo cào, học cùng Diệp Oản Oản à? Ha ha ha! Tất cả ám vệ Tư gia đều cười thành tiếng. Tất cả câm miệng. Trên sàn đấu, trong mắt Hứa Dịch lóe lên ý lạnh, quét mắt qua tất cả mọi người. Nghe tiếng, chân mày mấy vị phân đội trưởng ám vệ hơi hơi nhíu lên, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn thức thời không lên tiếng nữa. Đối với Hứa Dịch, họ vẫn là sợ hãi mấy phần. Hứa Dịch bình thường thoạt nhìn thân thiện, nhưng nếu nổi giận lên, ngay cả tổng đội trưởng Lưu Ảnh cũng chưa chắc gánh nổi. Người ta đều nói, lãnh đạo khi gặp quân lính của mình, có lý cũng nói không rõ, nhưng Hứa Dịch lại khác, hoàn toàn là ngược lại. Bọn họ có thể ngồi vào địa vị hôm nay, cũng không thể bỏ qua công lao của Hứa Dịch. Nhưng nếu không có Hứa Dịch ở sau lưng xuất mưu bày kế, quyết định phát triển ra đội ám vệ, hiện nay bọn họ có lẽ vẫn chỉ là những thủ vệ bình thường nhất mà thôi. Lưu Ảnh tổng đội trưởng. Không lâu lắm, phân đội trưởng ám tam chậm rãi đi tới Lưu Ảnh, mở miệng hô. Lưu Ảnh đi tới trên sân, thờ ơ không đếm xỉa tới, nói trước khi tỷ thí chưa kết thúc, tổng đội trưởng vẫn là Thập Nhất. Nghe tiếng, mấy vị phân đội trưởng cười lạnh không dứt. Thập Nhất kia, nói là tạm thay mặt tổng đội trưởng, có thể ở trong lòng bọn họ, cùng ngang ngược tàn ác cũng không có khác nhau. Thời gian mấy tháng này, cũng chưa ai xem hắn là tổng đội trưởng của ám vệ. Ngày thường, Thập Nhất ra lệnh với bọn họ, phần lớn tất cả mọi người đều giả bộ ngó lơ, thậm chí bịt tai không nghe. Lưu Ảnh tổng đội trưởng có ý là, giờ phút này, Thập Nhất có thể sẽ thua, nhưng trước khi kết thúc, vẫn nên nể mặt một chút. Ám tam phân đội trưởng cười nói. Đây là ý nghĩ của anh, tôi cũng không nói như vậy. Lưu Ảnh nhàn nhạt nói. Đó là đương nhiên, phân đội trưởng ám tam gật đầu liên tục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 560.